Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Trọng sinh, làm thím cha Nam. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mày không phải là con người mà. Mục Hy cuồng loạn hét lên, tay không chút khách khí, nện lên người Triệu Hoành. Triệu Tuấn Huân cũng hoảng hốt bởi sự khác thường của Mục Hy. Anh vội đưa tay kéo cô vào lòng mình. Hi hi, em sao thế? Ôm lấy cô vào lòng, lúc này anh mới phát hiện cơ thể cô đã run lên từng hồi. Triệu Thần Huân siết chặt vòng tay ôm cô lo lắng hỏi. Hi hi, em làm sao? Nói anh nghe. Mục Hy há to miệng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Nước mắt dâng trào rồi lã chã lên cánh tay anh đến bỏng rát. Đây là lần thứ hai Triệu Thần Huân chứng kiến cô khóc đến tê tâm liệt phế như thế. Anh nhìn mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Không sao, anh ở đây, em đừng sợ. Đem cô ôm chặt trong lòng hơn, anh nhẹ giọng trấn an cô. Đúng là đồ vô học mà. Có người nào không nói lý lẽ, đã lao vào đánh mắng người ta như thế, còn khóc lóc cho ai xem à? Sau lúc ngây ngẩn, Lâm Huyên thấy con trai bị đánh, thì liền lao qua, muốn kéo Mộc Hy trong lòng Triệu Thuần Huân ra để đôi co. Nhưng Triệu Thuần giật bên cạnh, đã nhanh hơn chặn bà ta lại. Bà im miệng cho tôi, ồn ào đủ chưa hả? Ông mắng tôi, người bị đánh là con ông đó, ông còn bênh tiểu tiện nhân do Mục Vân sinh kia ư? Nhất thời phòng bệnh lại nháo nhào lên, chỉ có duy nhất Triệu Hoành bị đánh là vẫn im lặng từ đầu chí cuối. Hắn ta đưa tay sờ lên bên mặt của mình, khẽ híp mắt sâu xa mà quan sát Mục Hy chằm chằm. Đúng lúc này bác sĩ bước vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, ông không khỏi cau mày nói. Xin các vị giữ trật tự để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Đã có kết quả xét nghiệm, cảm phiền các vị theo tôi bàn bạc một chút. Mục Hy khóc một hồi cũng dần lấy lại giọng nói. Cô nắm tay Triệu Tần Huân đi đến, lạnh lùng nói. Hai vợ chồng chúng tôi đi theo bác sĩ là được, những người còn lại không cần đi theo. Lâm Huyên trợn mắt lên nói. Cô là cái thá gì mà ra lệnh ở đây? Bà ta vừa dứt lời đã đón được ánh mắt sắc bén của Triệu Thần Huân liếc đến mà không khỏi ngậm miệng lại. Chỉ nghe anh lạnh lùng nói. Chỉ bằng cô ấy là vợ tôi, là chủ mẫu của Triệu gia. Nói rồi anh nhìn sang Triệu Thần Giật, lạnh nhạt nói. Quản tốt vợ con anh trước, rồi hắn đến làm phiền bà. Nhắc đến gia đình là sự hổ thẹn lớn nhất của Triệu Thần Giật, nên ông ta không hé răng nửa lời. Chỉ là tay kéo Lâm Huyên lại dồn thêm vài phần lực, khiến bà ta ăn đau. Triệu Thần Huân thu hồi tầm mắt, nắm tay Mục Hy đi theo bác sĩ ra ngoài. Anh trực tiếp ngó lơ Triệu Hoành, vẫn luôn nhìn Mục Hy chằm chằm. Đợi đến khi hai người đi rồi, Triệu Hoành cũng không thèm nán lại thêm giây nào, liền cất bước rời đi. Đến một chỗ khá vắng người, hắn lấy di động ra, ấn gọi một dãy số. Trần Lâm, cậu đi xử lý Lý Thục Sơn đi. Khi nãy Mộc Hy phản ứng kịch liệt như thế, hắn cũng lờ mờ đoán ra cô đã phát hiện được cái gì đó. Nhưng nhiều hơn là hắn rất tò mò, tại sao cô lại nghi ngờ việc Triệu lão gia nhập viện có liên quan đến hắn. Thật thú vị. Bên này Mộc Hy và Triệu Tần Huân theo chân bác sĩ vào phòng, chỉ thấy sắc mặt ông nghiêm trọng nói. Theo như kết quả xét nghiệm thì Triệu lão gia đã trúng một chất độc mãn tính, khiến cho các cơ quan chức năng của cơ thể dần trở nên suy yếu đi. Trong căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Mục Hy chỉ khẽ nhắm mắt lại, còn Triệu Tần Huân thì sắc mặt đã tối sầm đi. Anh hỏi, bác sĩ có thể nói rõ hơn không? Vị bác sĩ gật đầu đưa cho anh bản kết quả xét nghiệm. Triệu Tần Huân cúi đầu nhìn những số liệu khó hiểu đó một lúc, vị bác sĩ kia mới chậm rãi nói. Hiện tại chúng tôi vẫn còn cần một số kiểm tra để phán đoán chuẩn xác độc dược là gì. Nhưng có thể thấy lượng độc tố trong cơ thể của Triệu lão gia là chậm rãi hình thành. Và cũng có nghĩa là độc tố đó được đưa vào cơ thể ông ấy mỗi ngày với số lượng khá ít. Do ông ấy tuổi cao, cho nên các dấu hiệu ban đầu sẽ rõ ràng hơn so với một người trẻ tuổi khi mắc phải. Đồng tử Triệu Tần Huân dần đen kịt, anh khẽ siết chặt
bản kết quả xét nghiệm trong tay. Vậy cũng có nghĩa là có người âm thầm hạ độc ba anh, và người đó phải ở rất gần ông, mỗi ngày hạ một chút độc cho ông. Nghĩ đến đây, Triệu Thần Huân không khỏi lạnh cả sống lưng. Nếu anh trễ một chút mới ra tay với Triệu Hoành thanh tẩy công ty, nếu trễ một chút khiến ba tức giận nhập viện thì... Triệu Thần Huân khẽ hít vào một hơi, đè xuống sự lo lắng và phẫn nộ trong lòng mình, lạnh giọng nói. Vậy có cách nào giải độc được không? Vị bác sĩ kia gật đầu. Độc tố trong cơ thể ông ấy không quá sâu, chỉ cần tỉ mỉ điều trị thì sẽ không sao. Nhưng nếu như tìm ra được loại độc kia, từ đó nghiên cứu ra phương án tương thích, thì như thế mới loại bỏ được tận gốc rễ của nó trong cơ thể được. Triệu Thần Huân mím môi suy tư giây lát, khẽ gật đầu. Vậy phiền bác sĩ chăm sóc ba tôi. Tôi sẽ cố gắng tìm ra được loại độc đó sớm nhất có thể. Hai người ra khỏi phòng bác sĩ, sắc mặt Triệu Thần Huân vẫn luôn âm trầm đến đáng sợ. Một khi khẽ vươn tay, nắm lấy tay anh siết chặt như trấn an. Anh cũng khẽ nắm lấy tay cô, chậm chạp thốt ra vài lời. Là anh bất hiếu. Lâu như thế mà không phát hiện ra ba có điểm bất thường. Là anh bất hiếu không bảo vệ tốt cho ông, để kẻ khác có cơ hội xuống tay với ông. Một khi cắn chặt môi, đè xuống sự chua xót trong lòng, nói. Không phải lỗi của anh, là Triệu Hoành. Triệu Thần Huân ngước mắt nhìn cô, nghi hoặc hỏi. Em nói gì? Một khi hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Người hạ độc là Triệu Hoành. Bên cạnh ba chắc chắn có người của hắn. Anh mau gọi cho quản gia Lý đi. Có thể ông ấy sẽ biết một vài chuyện. Triệu Tần Huân mím chặt môi, trong lòng có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô. Nhưng rồi anh vẫn im lặng lấy di động ra, gọi cho quản gia Lý từ Tết đã được anh điều về nhà chính. Tôi nghe cậu Tư. Ông chủ sao rồi cậu? Quản gia Lý bắt máy rất nhanh, giọng nói còn gấp gáp mang đầy sự lo lắng. Triệu Thần Huân tuy vội nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an ông vài câu mới hỏi. Quản gia Lý, thời gian này ở nhà bác có để ý ai tiếp xúc với ba tôi nhiều không? Hoặc là ba tôi có điểm nào khác thường không? Quản gia Lý ở đầu dây bên kia tuy nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời anh. Tiếp xúc với ông chủ nhiều thì chỉ có mỗi tôi. Còn chữ khác thường à? Để tôi suy nghĩ xem. Quản gia Lý trầm ngâm suy tư. Mục Huy và Triệu Tần Huân bên này cũng hồi hộp đến phát hoảng. Sau một lúc lâu mới nghe ông a một tiếng. Tôi nhớ rồi. Ông chủ thời gian này khá nghiện trà do thằng cháu tôi pha. Tôi thấy uống trà nhiều không tốt, có khuyên vài lần nhưng ông ấy không chịu nghe. Một khi nhíu mày lục lọi trong ký ức về người cháu của quản gia Lý, cô chỉ nhớ hắn tên Lý Thục gì đó và là một gã nghiện cờ bạc. Cờ bạc. Một khi mở to mắt, gấp gáp nói với quản gia Lý qua di động. Cháu bác bây giờ đâu rồi ạ? Nó đi từ tối qua vẫn còn chưa có về. Sắc mặt một khi tái nhợt, hốt hoảng nhìn Triệu Thần Huân. Anh thấy cô phản như thế cũng đã đoán ra được điều gì. Anh khẽ đưa tay xoa đầu cô trấn an, nói. Bác hiện tại ở nhà canh chừng hắn ta trở về rồi cho người trói lại. Tôi lập tức trở về ngay. Quản gia Lý hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng Triệu Tần Huân đã cúp máy trước. Triệu Tần Huân cho người canh gác ở bệnh viện, lúc anh và Mộc Khi đến nhà chính, thì Lý Thục Sơn vẫn chưa trở lại. Hai người cũng cảm thấy có điều bất ổn, nhưng không thể làm điều gì khác hơn là nhanh chóng đem các mẫu vật nghi là chất độc đến bệnh viện cho bác sĩ. Lăn lộn cả một ngày một đêm, lúc trở về biệt thự, Mục Hy mệt mỏi mà ngồi thiếp đi lúc nào không hay. Triệu Tần Huân ngắm nhìn cô an ổn ngủ say, lúc này mới nhẹ tay chân xuống giường, đi ra ban công gọi điện thoại. Chuyện gì? Giọng điệu Lạc Cần Du bên kia vẫn thiếu đỏ như trước. Triệu Tần Huân không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu tìm giúp một người. Lạc Cần Du cười khẩy một tiếng đáp. Bộ cậu xem tôi là vệ sĩ riêng của cậu thật rồi hả? Vậy cậu có làm không? Triệu Thần Huân lạnh nhạt hỏi.
Lạc Cẩn Du khẽ xì một tiếng đáp. Làm thì làm, tìm ai? Thật là cũng là trao đổi lợi ích với nhau mà, sao anh vẫn có cảm giác mình chịu thiệt là sao nhỉ? Lạc Cẩn Du hoài nghi nhân sinh nghĩ. Triệu Tần Huân hít sâu một hơi đáp. Lý Thục Sơn, cậu nhanh một chút, tôi chỉ sợ Triệu Hoành sẽ thủ tiêu hắn ta. Biết rồi. Cúp máy, Triệu Tần Huân thất thần đứng đó hồi lâu. Anh sớm biết Triệu Hoành là loại người cặn bã thế nào, nhưng anh không ngờ là anh ta lại có thể ghê tởm đến mức ngay cả người luôn yêu thương mình cũng có thể xuống tay được. Triệu Tần Huân thoáng xoay người, ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trên giường lớn. Ánh mắt anh dần sâu thẳm hơn. Mục Hi lúc này ngủ cũng không hề an ổn như thế. Cô mơ phải một giấc mơ dài mà tăm tối vô tận. Chỉ thấy trong bóng đêm ấy, cô cứ cố chạy mãi về một luồng sáng. Chạy mãi, đến tưởng chừng như cô kiệt sức đến nơi, thì luồng sáng kia chợt di chuyển đến gần cô. Mục Hi thoáng mừng rỡ chạy về phía trước, nhưng cảnh tượng đón chờ cô là linh cữu của anh trai tái nhợt nằm trong quan tài. Bên tai là từng tiếng mạt sát hạ nhục và từng tiếng khóc thê lương của ba mẹ. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa. Cô đau đớn thống khổ, nhắm chặt mắt, đưa tay bịt chặt hai tai lại. Không, đây không phải sự thật. Cô đã sống lại, gia đình cô vẫn rất êm ấm, anh trai cô vẫn không có chết, đây không phải sự thật. Ở hiện thực, Triệu Tần Huân vẫn luôn ngắm nhìn Mục Hy, cho nên rất nhanh anh đã phát hiện ra cô bất thường. Anh vội đi vào trong lay cô dậy. Hi hi, em sao thế? Chỉ thấy khóe mắt Mục Hy tuôn lệ, miệng ú ớ nói gì đó. Triệu Thần Huân hốt hoảng cố lay cô dậy. Hi hi. Trong mơ, Mục Hy không ngừng vùng vẫy khỏi cảnh tượng trước mắt. Bên tai dần lắng đi từng tiếng khóc thét gào thê lương. Cô cố lấy dũng khí, mở mắt ra lần nữa. Cảnh tượng đã thay đổi, người nằm trong quan tài đã không còn là anh cô, mà thay vào đó là Triệu lão gia. Không! Mục Huy kinh hoàng hét lên, cũng là lúc cô mở toang hai mắt, nỗi sợ hãi chiếm lĩnh cả linh hồn, khiến cô có tình cũng là ôm đầu khóc toáng lên. Không phải mà, không phải! Cô sống lại là muốn mọi chuyện tốt hơn, chứ không phải muốn đem tai ương di dời lên người vô tội khác, không phải! Triệu Tần Huân thấy cô như thế, anh vội nắm lấy bả vai cô thật chặt, lớn giọng gọi tên cô. Hi hi. Mục Hi bị giọng nói của anh trấn áp, cô há to miệng mờ mịt nhìn dung mạo thân thuộc của anh. Cô run run, nghẹn ngào gọi. Thần Huân ơi. Yết hầu Triệu Tần Huân nhấp nhô, anh hít sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh ở đây. Em chỉ gặp ác mộng mà thôi, đừng sợ. Mục Hi mím môi, nén lại tiếng khóc, vươn tay ôm lấy anh thật chặt. Nếu bọn họ phát hiện trễ một chút, nếu Triệu lão gia có mình nghệ gì, thì cô chắc sẽ ân hận đến suốt cuộc đời. Qua một lúc, hơi thở của cô mới dần bình ổn lại, chậm rãi thả lỏng vòng tay ôm anh ra. Triệu Tần Huân đau lòng, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi. Em mơ thấy gì sao? Mục Huy trước đôi mắt đau rát của mình nghẹn ngào nói. Em mơ thấy ba nằm trong quan tài. Ánh mắt Triệu Thần Huân thoáng ảm đạm, anh nhẹ hôn lên trán cô nói. Bà đã không sao rồi, em đừng lo lắng quá. Suy nghĩ nhiều không tốt cho tâm trạng và giấc ngủ. Mục Huy hít vào một hơi sâu, chậm rãi hỏi anh. Thần Huân, anh đã từng nghĩ sẽ cho Triệu Hoành một kết cục thế nào chưa? Triệu Thần Huân khẽ nheo mắt, đôi con ngươi đen nhánh không chút ánh sáng đáp. Anh đã và đang thực hiện kết cục dành cho cậu ta. Mắt thấy Mục Hy mím môi như muốn nói dìu gì đó, anh khẽ vươn tay đè lại cánh môi cô dịu dàng nói. Anh đã nói em không cần nhúng tay vào những chuyện này. Có anh ở đây rồi, em chỉ cần vui vẻ sống là được. Những chuyện dơ bẩn mà Triệu Hoành gây ra kia, anh sẽ tự tay giải quyết. Anh không muốn để vợ của anh phải nhúng tay vào vũng bùn này. Cô tốt như thế, rạng rỡ như thế, chỉ nên ở trên lòng bàn tay anh, để anh nâng niu hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp nhất mà thôi. Một khi chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, bao nhiêu sự tàn nhẫn vừa dâng lên trong đáy lòng cô,
khẽ đè xuống trở lại, nằm yên trong một góc tối. Cô chớp chớp mắt, nắm lấy tay anh nhẹ mỉm cười, đáp ứng. Vâng. Triệu Thần Hoan lúc này mới thoáng yên tâm, lần nữa ôm lấy cô cùng nằm xuống giường. Em ráng ngủ thêm một lát đi, anh ở cạnh trông em ngủ. Mục Hy thuận theo ôm lấy anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bắt đầu dỗ giấc ngủ một lần nữa. Đêm tối kéo đến, vừa lạnh lẽo vừa âm u. Ở một nơi tối tăm trong thành phố, Lý Thục Sơn một thân chật vật bị trói trên một cây ghế. Mặt mày hắn ta bị đánh bầm dập, đã không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu. Két một tiếng, Trần Lẫm đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt anh ta vẫn cứng nhắc như trước, trên tay còn bê theo một khay đồ ăn. Anh ta chậm rãi bước tới và bôm bốp lên mặt Lý Thục Sơn đang nhắm mắt. Thấy hắn ta tỉnh, anh ta cũng không thừa lời mà mạnh bạo đút thức ăn vào mồm hắn ta. Lý Thục Sơn mờ mịt không kịp phản ứng, liền bị nghẹn một hơi ho sặc sụa. Trần Lẫm hơi nhíu mày, đem nước đút cho hắn ta, rồi lại tiếp tục nhét thức ăn vào mồm hắn. Xong xuôi, Trần Lẫm không nói hai câu, liền đi ra khỏi đóng cửa lại, để Lý Thục Sơn ngơ ngác ngồi đó không hiểu chuyện gì. Hắn ta tối qua vừa ra khỏi xong bài, liền bị người này bắt đi. Hắn ta biết người này là thư ký của Triệu Hoành, nên ban đầu rất lo sợ bị thủ tiêu mà không hiểu nguyên do. Nhưng càng về sau hắn lại càng mờ mịt hơn. Người này chỉ đánh hắn một trận rồi trói lại mà không còn bất kỳ động thái nào khác. Nhưng kéo dài càng lâu, Lý Thục Sơn lại càng sợ hãi hơn. Công ty vừa náo loạn, Triệu lão gia lại nằm viện. Triệu Thần Huân trời còn chưa sáng đã phải rời khỏi nhà. Mục Hy thức dậy không thấy anh đâu, cô cũng không để ý, tự mình rửa mặt xuống bếp nấu ít cháo rồi mang đến bệnh viện. Triệu Thần Huân cử 5 người vệ sĩ canh gác ở phòng bệnh, chỉ cho phép Mục Hy cùng quản gia Lý và bác sĩ đi vào trong. Đêm qua Lâm Huyên lại náo loạn ầm lên, nhưng không có Triệu Thần Giật binh vực và Triệu Hoành trông đỡ, bà ta cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng lặng lẽ ra về. Mục Hy vừa đến, vệ sĩ đã biết ý mở cửa cho cô. Bước vào trong thì thấy quản gia Lý đang lau người cho Triệu lão gia. Thấy ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, ánh mắt Mục Hy thoáng ảm đạm đi. Cô đem cháo qua đặt lên bàn, nói: "Con tưởng ba tỉnh lại nên nấu ít cháo, nhưng người như vậy mà vẫn chưa tỉnh." Quản gia Lý nghe tiếng thì quay người lại, thở dài an ủi cô: "Không cần gấp, chuyện gì rồi cũng qua, cô chủ đừng quá lo lắng." Nhắc đến chuyện này, ông lại thấy hổ thẹn không thôi. Thì ra ông chủ trúng độc, mà người hạ độc lại là cháu của ông. Mục Hy cười cười đi đến giành lấy khăn trong tay ông, nói: "Bác chắc cũng chưa ăn sáng, vậy giúp cháu ăn phần cháo kia được không ạ? Để cháu lau người cho ba cho." Thấy ánh mắt trông mong của cô, quản gia Lý khẽ thở dài đáp: "Được, vậy cảm ơn cô chủ nhé." Mục Hy cười cười đem khăn nhúng vào chậu nước ấm, rồi vắt ráo lau người cho Triệu lão gia. Bác sĩ đã lấy được mẫu vật và phán đoán ra chất độc, cho nên rất nhanh thôi Triệu lão gia sẽ tỉnh lại và khỏe khoắn như trước cười đùa cùng cô. Mục Hy nhẹ nhàng lau người cho ông, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. Nhưng cô gắng kìm nén cảm xúc, không để cho quản gia Lý phát hiện. Ở bệnh viện đến trưa, Mục Hy nhận được tin nhắn của Vương Quốc Sâm. Sắc mặt cô thoáng biến đổi giây lát, rồi đứng lên bình tĩnh nói với quản gia Lý: "Con có chút việc nên rời đi một lát. Tối nay bác về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Để con thay bác chăm ba một đêm, ngày mai bác tới sớm là được." Quản gia Lý gật đầu đáp: "Vâng, cô chủ." Mục Hy mỉm cười xoay người rời đi. Xe dừng lại tại một quán cà phê, Mục Hy chậm rãi bước xuống đi vào trong. Ở trong một góc, có người đàn ông đã chờ sẵn ở đó. Mục Hy cất bước trên đôi giày cao gót, lộp cộp đi đến ngồi xuống đối diện anh ta. "Anh chờ lâu rồi chứ?" Một nét kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt người đàn ông. "Là cô." Mục Hy cười cười, nhàn nhã đem túi sách bỏ qua một bên, hỏi: "Sao thế? Thế là tôi thì bất ngờ lắm à?" Người đàn ông kia mí môi, vẻ mặt lạnh nhạt cứng nhắc không lên tiếng. Bị làm lơ, Mục Hy cũng không có tức giận, ngược lại còn bật cười hỏi:
Anh đã đi kiểm chứng đồ mà quản lý của tôi giao cho rồi chứ? Hiện tại hẹn tôi ra, lại không muốn nói điều gì sao? Lần trước cô đã cho Vương Quốc Sâm đưa đến một số tư liệu cho người đàn ông này. Hiện tại kết quả thu về cũng không ngoài dự đoán của cô. Quả nhiên người đàn ông kia nghe xong, sắc mặt khẽ đành lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Mục Hy, hỏi: cô muốn gì? Mục Hy khẽ nhướng mày, cô thu nụ cười về, lạnh lùng nói: tôi muốn biết lô hàng của Độc Nhãn mà Triệu Hoành nuốt kia đang ở đâu. Sắc mặt người đàn ông đại biến, không dám tin mà nhìn Mục Hy. Sao cô biết? Nói được một nửa, anh ta liền ngậm miệng lại, mới biết mình lỡ lời. Tựa như đang ngầm thừa nhận lô hàng kia là Triệu Hoành nuốt thật. Mục Hy thấy thế thì khẽ nhếch môi cười giễu. Vậy anh có nói hay không? Người đàn ông kia khẽ mím chặt môi, vẻ mặt rối rắm đến cực hạn. Mục Hy biết đạo lý nho xanh hái sẽ không ngọt, nên cũng không muốn ép sát quá mức quân cờ duy nhất này của mình. Cô nhẹ cười, vừa đấm vừa xoa, nói: thôi được, tôi cũng không ép anh quá mức. Khi mà làm việc sẽ phản bội lại bản thân của mình. Tôi cho anh 1 tuần để suy nghĩ thật kỹ. Còn nữa, nói rồi, cô hơi ngừng, lấy một tấm chi phiếu ra, đẩy đến trước mặt anh ta, nói: cầm lấy số tiền này, đi lo liệu cho em gái của anh trước đi. Theo tôi thấy con bé không trụ được quá lâu đâu. Cơ thể người đàn ông kia thoáng run lên, tay ở dưới bàn của anh ta đã siết chặt đến nổi cả gân xanh. Mục Hy nói tiếp: anh ở cạnh Triệu Hoành lâu như thế, cũng hiểu rõ hắn ta gây ra bao nhiêu tội nghiệp. Và bây giờ là lúc hắn ta phải trả giá cho tất cả những chuyện mà hắn ta đã làm. Ngày hắn ta rốt đài thì anh cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng nếu như anh biết quay đầu thì mọi chuyện sẽ khác. Nói rồi cô liền đứng lên, đi được 3 bước thì thoáng ngừng lại, nhẹ đặt tay lên vai anh ta, nói: nếu như số tiền đó không đủ thì cứ liên hệ với tôi. Vài trăm triệu đối với tôi chỉ là phù du, vì tôi cũng như anh, làm tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ người thân của mình mà thôi. Người đàn ông kia nhắm mắt lại, thoáng cúi thấp đầu không nói một lời nào. Nhưng bả vai run run kia của anh ta đã khiến Mục Hy biết anh ta đã thấm từng câu từng chữ của cô vào đầu. Mục Hy rời khỏi quán cà phê, liền trở lại bệnh viện. Triệu lão gia vẫn chưa tỉnh, cô chỉ thở dài cho quản gia Lý trở về, còn cô thì ở lại một đêm chăm ông. Triệu Thần Huân cả ngày hôm ấy cũng không có đến, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại, bảo cô chú ý sức khỏe rồi thôi. Triệu Thị những ngày gần đây phải nói là gà bay chó sủa. Một lần thanh tẩy này, dù Triệu Thần Huân có cố hết sức để giảm thiểu tổn thất cho công ty, nhưng cũng chỉ có thể giảm mà không thể tránh. Bận bịu ở công ty từ sáng hôm nay đến rạng sáng hôm sau anh mới tan làm. Biết Mục Huy không có ở nhà nên anh chạy thẳng đến bệnh viện. Rạng sáng bệnh viện yên tĩnh đến lạ. Anh nhẹ cất bước đến phòng bệnh, vệ sĩ liền mở cửa cho anh. Triệu Thần Huân đi vào, thoáng nhìn qua Triệu lão gia vẫn hôn mê, an ổn nằm trên giường. Rồi anh nước mắt nhìn quanh một vòng, mới thấy Mục Huy đang co người nằm trên sofa. Anh nhẹ bước đi đến, ngồi xuống ôm lấy để cô gối đầu lên chân mình. Mục Huy bị quấy rầy, khẽ nhíu mi, nhưng dường như cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh, nên lại an ổn ngủ tiếp. Triệu Thần Huân thấy thế thoáng cong cong môi, tay nhẹ vỗ về lưng cô. Chính anh cũng ngả đầu ra lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Ngủ ở chỗ lạ lại không có chỗ ngủ tử tế, Mục Hy ngủ không được bao lâu cũng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cái cằm lún phún râu của anh. Cô nhẹ chống tay ngồi dậy nhưng vẫn đánh thức Triệu Thần Huân. Em dậy rồi à? Anh vừa tỉnh ngủ, giọng nói trầm khàn mà từ tính, nhẹ đôi tay vén lọn tóc mai bên tai cho cô. Mục Hy mỉm cười hỏi: sao anh không về nhà ngủ mà lại chạy sang đây? Triệu Thần Huân ngồi thẳng người dậy đáp: không yên tâm em nên đến nhìn một chút. Mục Hy bĩu môi khẽ xì một tiếng: cứ làm như em là con nít không bằng ấy. Anh ngồi thêm một lát nữa đi, em đi mua thức ăn sáng cho anh. Triệu Thần Huân hôm nay mệt mỏi thật nên chỉ nhẹ gật đầu nghe theo cô, nằm ra ghế nhắm mắt ngủ tiếp. Mục Hy ngồi dậy nhìn qua Triệu lão gia vẫn chưa tỉnh. Cô gục mắt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,
rồi xách túi đi ra ngoài mua thức ăn sáng. Cô đi tầm nửa tiếng, lúc quay lại thì thấy quản gia Lý đứng bên ngoài, dáng vẻ thấp thỏm không yên, đi tới đi lui. Sao thế bác? Có chuyện gì à? Thế là cô, quản gia Lý liền mừng rỡ nói. Cô chủ à, lão gia đã tỉnh lại rồi, đang ở trong nói chuyện với cậu chủ. Thật sao ạ? Mục Hy cũng mừng rỡ đến phát khóc, dương mắt nhìn về cánh cửa phòng bệnh đóng kín nhưng không đi vào. Bên trong phòng bệnh, Triệu Thần Huân ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt hối lỗi nói với Triệu lão gia. Bà, con xin lỗi. Triệu lão gia liếc mắt nhìn anh, khó nhọc mà hừ một tiếng. Có lỗi gì mà xin hả? Thằng nhóc thối. Bị ông mắng, Triệu Thần Huân ngược lại nhoẻn môi cười cười. Lâu rồi không nghe ông mắng, anh cũng hơi nhớ nhớ. Bà còn sức mắng là con yên tâm rồi ạ. Triệu lão gia hít vào thở ra mấy hơi, nhờ có máy thở trợ lực nên ông cũng không thấy tức lắm nói. Tăng quỷ. Còn sau này làm gì thì báo trước một tiếng. Đề ra này chuẩn bị tinh thần được không ạ? Triệu Thần Huân đưa tay đút ít nước cho ông đáp. Con báo trước ba còn cho con làm sao? Triệu lão gia trợn mắt. Vậy nên con tiền trảm hậu tấu. Đề ra này lên huyết áp chơi à? Triệu Thần Huân đặt ly nước cho lẹ bàn, ánh mắt hơi tối đi, nói. Bà không phải lên huyết áp, mà là bị hạ độc. Đôi mày trắng xám của Triệu lão gia khẽ nhíu lại, hơi thở ông dần trở nên dồn dập. Triệu Thần Huân thấy thế vội hỏi. Bà, người sao rồi? Triệu lão gia hít vào một hơi thật sâu, xua xua tay đáp. Ta không sao, chỉ là hơi sốc mà thôi. Không ngờ A Hoành nó lại ấy. Tuy Triệu Thần Huân không chỉ đích danh, nhưng Triệu lão gia sống hơn nửa đời người, nghe đến đây làm sao không đoán ra được là ai chứ. Ông khẽ nhắm mắt, che đi sự thất vọng cùng đau thương trong đáy mắt nói. Thôi vậy, già này cũng đến tuổi gần đất xa trời rồi, dì chúc công bố sớm một chút cũng không sao cả. Triệu Tần Huân cụp mắt nói. Vậy thứ ba, sau này con sẽ không nhân nhượng Triệu Hoành nữa. Triệu lão gia thở dài, liếc anh một cái. Giờ thì chịu thông báo trước rồi hả? Thôi thôi, tùy số phận đi, ta không quản được, cũng không muốn quản nữa. Hai cha con trò chuyện một lúc lâu, Mục Hy mới chậm rãi đi vào. Cô đến gần giường bệnh, nắm lấy tay ông, sụt sùi nói. Ba, người thấy sao rồi? Triệu lão gia cười hòa ái, nói. Ba không sao cả, qua vài hôm là có thể dắt con đi câu cá rồi. Mục Hy hít mũi cũng mỉm cười nói theo ông. Vâng ạ, tới lúc đó con nấu canh cá cho ba ăn nha. Ừ, ngoan lắm. Sau ngày hôm đó, Triệu lão gia tỉnh lại, di chúc đã được công bố ra bên ngoài. Nhưng trong đó Triệu Hoành không có 1% cổ phần nào trong công ty cả. Thậm chí ông còn hạ lệnh cổ phần của Triệu Thần Giật sau khi Triệu Thần Giật chết chỉ có thể đem quyên tiền hoặc là chuyển nhượng cho Triệu Thần Huân, mà không được phép đem đi bất kỳ đâu. Một tờ di chúc đưa ra khiến cho toàn bộ cọc ngầm còn sót lại của Triệu Hoành ở công ty lung lay tâm ý. Còn Triệu Hoành cơ hồ là tức đến điên rồi. Sóng gió lần này qua đi, Mục Hy muốn ở lại chăm sóc Triệu lão gia nhưng bị Triệu Thần Huân cưỡng chế bắt về nhà. Mục Hy thấy Triệu lão gia sức khỏe đã ổn nên cô cũng yên tâm chút mà trở về, nhưng là trở về đoàn làm phim. Số phân cảnh của cô trong kịch bản cũng đã quay được hòm hòm, chỉ còn quay vài cảnh nữa thì có thể nghỉ ngơi chờ đến khi Lạc Thần hồi phục vết thương rồi quay tiếp phân cảnh của hai người. Địa điểm quay phim chủ yếu là cảnh trong rừng núi, cho nên đoàn phim chỉ có thể đặt nhà nghỉ ở thị trấn nhỏ cách núi không xa. Trước máy quay, Mục Hy hóa thân thành Tô Ngữ, một thân quần áo đen, mặt mũi lem luốt, nằm rạp trên mặt đất. Ánh mắt cô sắc bén mà bình tĩnh, cầm chắc súng trên tay, nhắm chuẩn không chút do dự bóp cò. Xong cô xoay người trên đất một vòng, nhanh nhẹn nấp sau thân cây lớn, tay giơ lên ra hiệu cho hai người cách cô không xa. Sau đó tiếp tục nấp người qua một cây khác, nhưng lần này đã bị địch phát hiện, bắn trả một phát súng trúng vào bả vai cô. Tô Ngữ cắn chặt răng ngồi xổm xuống đất, nhưng súng trên tay vẫn chưa từng rời tay mà tiếp tục ngắm bắn về phía địch. Cắt! Mọi người làm tốt lắm, mau thu thập đồ trở về nghỉ ngơi đi.
Một thời gian nữa chúng ta sẽ tiếp tục quay. Đạo diễn Chu hô một tiếng. Một khi bất chợt thả lỏng cơ thể, nhẹ nhõm chống tay đứng lên, cô khẽ cúi gập người cảm ơn mọi người xung quanh. Cảm ơn à, mọi người vất vả rồi. Một người diễn viên trong đó tính tình hào sảng liền cười to đáp. Cô mới vất vả, đợi Lạc Thần đến nữa là quay xong rồi. Mục Hy cười tê gió đáp. Vâng, hẹn mọi người một tháng sau nhé. Hôm nay là phân cảnh cuối cùng của cô. Mục Hy được tan làm nên vô cùng hớn hở, nên phải đợi đến khi Tiểu Đào phát hiện ra vết bầm trên tay cô, Mục Hy mới cảm nhận được cơn đau. Ê, nhẹ chút. Chị nhịn chút nhé. Trên xe trở về nhà nghỉ, Tiểu Đào thoa dầu cho Mục Hy, mà cô thì cứ la oai oái, khiến Tiểu Đào nhất thời không dám thoa thêm. Mục Hy bĩu môi nói. Thật là cảnh cuối cùng rồi mà vẫn còn rước thêm một vết bầm. Trên người bây giờ chẳng khác gì báo đốm cả. Tiểu Đào thoa dầu xong, nhẹ tay kéo tay áo cô xuống, đáp tỉnh bơ. Đâu có giống đâu ạ, màu da của chị khác với báo đốm mà. Khóe môi Mục Hy giật giật. Là em phân tích dữ chưa Đào Đào? Tiểu Đào chớp chớp mắt, mí môi nhịn cười, lại bị Mục Hy không khách khí chọc vào trán một cái mắng. Quỷ con. Đến nhà nghỉ của đoàn làm phim, Mục Hy cho Tiểu Đào trở về phòng của cô nhóc, còn cô tự mình đi về phòng của mình. Cô theo thói quen vừa bước vào phòng, khóa trái cửa lại, ngáp dài một cái, thuận tay thò vào trong áo, tháo móc khóa áo lót ra. Nhưng giữa chừng cô đã phát hiện ra trong phòng mình lại có một người khác xuất hiện. Tay Mục Hy cứng đờ lại, nhìn chân chối người đàn ông kia. Anh đang quay lưng lại với cô, di động áp bên tai chỉ nghe anh trầm giọng hỏi. Tiến triển đến đâu rồi? Trong phòng rất an tĩnh, cho nên Mục Hy có thể loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia đáp. Thưa Triệu Tổng, cá sắp cắn câu rồi. Triệu Tần Huân khẽ ừ một tiếng nói. Tiếp tục theo sát cho tôi. Nói rồi anh cúp máy, chậm chạp xoay người lại nhìn vợ yêu đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình. Anh cười khẽ, vừa hỏi vừa đi đến kéo tay cô. Em về rồi à? Mục Hy sau thoáng kinh ngạc nên nhíu mày hỏi ngược lại anh. Sao anh vào được phòng của em? Triệu Tần Huân cười cười, không tiết bán đứng cấp dưới nói. Là Vương Quốc Sâm cho anh chìa khóa. Vương Quốc Sâm ở công ty bận bịu chuẩn bị kế hoạch phát triển tương lai của Mục Hy, không khỏi hắt xì một tiếng. Mục Hy xị mặt, khẽ hừ một tiếng, lết thân thể mệt mỏi của mình nằm sấp ra sofa, nói. Đúng là nuôi ong tay áo. Có phải ngày nào đó Tiểu Đào Đào của em cũng sẽ bị anh mua chuộc không? Triệu Thần Huân đi đến nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô, nghe thế thì hơi suy tư nói. Cô nhóc kìa, anh không chắc lắm. Mục Hy bĩu môi, lật người nằm ngửa lại, thuận tay kéo tay anh lên cắn cắn mấy cái. Giỏi lắm, anh vậy mà có ý mua chuộc hết người của em thật. Triệu Tần Huân bật cười để mặc cho cô cắn tay mình. Mục Hy cắn đủ lúc này mới hỏi anh. Sao anh lại chạy đến đây? Ba thế nào rồi ạ? Ba ổn hơn rất nhiều rồi. Hiện tại đã có thể xuống giường hoạt động bình thường rồi. Mục Hy nghĩ tới gì đó, bật cười hỏi. Em còn tưởng anh sẽ nói là ba đã có thể mắng anh mà không hụt hơi rồi chứ. Triệu Tần Huân cũng cười, đưa tay véo mũi cô. Không cần em thắc mắc. Sau hai hôm ông ấy tỉnh lại thì ông ấy đã có thể mắng anh mà không vấp hơi lần nào rồi. Mục Hy bị anh chọc cười nắc nẻ, vì đang nằm mà cười quá nhiều nên có hơi mệt, lồm còn ngồi dậy. Triệu Tần Huân thuận tay đỡ cô. Anh quan sát gương mặt đã hốc hác hơn khi cô rời đi lúc trước mà không khỏi nhíu mày. Em ở đây ăn uống thế nào mà sao trông hốc hác thế kia? Mục Hy chớp mắt đưa tay sờ mặt mình hỏi. Có sao ạ? Em vẫn ăn uống bình thường mà. Chắc tại hoạt động nhiều quá nên giảm không ít calo thôi. Rào biển. Bị anh không cách khí nói như thế, Mục Hy bĩu bĩu môi nói. Em nói thật thôi mà. Triệu Tần Huân thấy cô bắt đầu cãi bướng, chỉ đành thở dài nói. Em đi tắm đi, anh gọi cơm rồi. Ăn xong thì nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta quay về thành Bắc. Mục Hy ngoan ngoãn nghe theo, đứng lên đi tắm rửa một phen, sau đó ra ngoài bị anh ép ăn hai chén cơm mới chịu thả cô khỏi bàn ăn đầy ắp mỹ vị. Vì là vùng núi, điều kiện thấp
cho nên phòng nghỉ ở đây khá sơ sài. Một bàn sofa, một cái giường đã chiếm gần hết diện tích trong phòng. Một khi ăn xong rất thoải mái mà lăn ra giường nằm để mặc một bàn hỗn độn chén dĩa cho Triệu Thần Huân dọn dẹp. Qua một lúc lâu, giường bên khẽ lún xuống. Một khi hé mắt đã thấy Triệu Thần Huân vừa tắm xong, chỉ mặc mỗi quần đùi nằm trên giường. Một khi híp híp mắt nhìn cơ bụng từng múi rõ ràng của anh mà không khỏi nuốt nước miếng. Có lẽ nhìn thôi không đủ, cô liền thò tay sang sờ sờ mấy cái. Hi hi, đừng có nghịch. Triệu Tần Huân bắt lấy tay cô, rất thiện chí mà nhắc nhở. Nghịch lửa sẽ bỏng tay đấy. Một khi cười hì hì, bò lại ôm chặt lấy anh như gấu cô la, gò má phấn nộn gác lên ngực anh, ôm ôm nói. Lâu thế không sờ, em chỉ muốn sờ một chút thôi mà. Vừa nói cô vừa tiếp tục thò tay sờ, quả thật chẳng đem lời anh nói vào trong tai. Triệu Tần Huân cười khẽ, bất lực để tùy ý cô. Cũng phải, đã hơn nửa tháng, có lẽ hai người không có nằm ôm nhau an ổn thế này. Nhưng một khi sờ thì sờ, lại không chịu an phận mà sờ một chỗ. Cô cứ lung ta lung tung sờ loạn, cuối cùng cũng đốt lửa trên người anh thật. Triệu Tần Huân nheo mắt, lật người đem cô đè dưới thân. Một khi cười tít mắt nói, ở đây không có bao đâu. Triệu Tần Huân hít vào thở ra, lúc này anh mới biết là cô gái này chơi xấu rồi. Anh không nói hai lời, xuống giường, mặc đồ vào đi xuống quầy lễ tân, mua liền hai hộp. Anh dùng tốc độ ánh sáng mà đi, cho nên lúc trở lại, một khi vẫn đang ung dung bấm di động, đã bị anh kéo chân vào chủ đề chính. Triệu Tần Huân, bộ anh là sói đói hả? Trong không khí mập mờ tình ái, một khi bị anh vồ vập trêu chọc, nhịn không được mắng ầm lên. Chỉ thấy Triệu Thần Huân nhếch môi, dùng răng xé bao ra, đeo vào cười tà nói. Là em đốt lửa, thì phải chịu trách nhiệm dập lửa. Một khi cắn răng đưa tay cào ở sau ót anh, hai đường nghiến răng nói. Vậy thì anh nhanh đi. Phía trên truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, từ từ tiến vào. Em gấp thế cơ à? Một khi cắn môi nhịn xuống, tiếng ngân khẽ, cô vươn tay kéo đầu anh xuống, hung hăng cắn lên môi anh. Triệu Thần Huân nhân lúc này đưa lưỡi ra lần nữa trêu chọc cô. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng va chạm của hai người. Từ phía sau ôm lấy một khi, Triệu Thần Huân cúi người hôn lên từng tấc da thịt trên lưng cô. Lúc này anh mới thấy được hết từng vết bầm mới cũ đều có trên người cô. Anh vừa xót lại vừa giận cô, sao anh liền không biết chăm sóc bản thân. Cho đến nhất thời luân động không hề tiết chế, là một khi khóc không thành tiếng xuyên suốt cả quá trình. Sau cuối cùng anh ôm chặt lấy cô giây lát, rồi mới chậm rãi rút ra khỏi người cô. Một khi lúc này đã mệt đến thiếp đi rồi, Triệu Tần Huân thấy thế có hơi áy náy, bế cô vào phòng tắm lau người cho cô xong xuôi mới lo tới mình. Lúc anh cúi xuống tháo bao ra, mới bàng hoàng phát hiện bao rách rồi. Triệu Tần Huân liếm khóe môi, có hơi khẩn trương nhìn một khi ngủ say trên giường. Trong lòng đã thầm mắng trăm lần, nhà nghỉ này làm ăn thất trách quá mức. Anh rối rắm muốn đi đến nay cô dậy, nhưng giữa chừng anh lại dừng động tác. Ánh mắt tĩnh lặng ngày thường giờ đây nổi lên đầy toan tính. Cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ âm thầm vứt hơn một hộp bao còn lại kia, rồi leo lên giường ôm lấy một khi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Triệu Thần Huân hiếm khi ngủ nướng một hôm, ôm lấy một khi trong lòng ngủ đến là ngon. Nhưng nào biết đúng thời điểm không khí ấm cúng thế này lại bị một tràng tiếng chuông di động reo inh ỏi phá hỏng. Một khi bị đánh thức, khó chịu hừ hừ hai tiếng, giãy khỏi vòng tay anh. Triệu Thần Huân hai mắt vẫn nhắm, nhưng tay lại chuẩn xác bắt được cô kéo trở lại. Cũng mặc kệ di động đang reo kia. Nhưng người gọi rất kiên trì mà gọi liên tiếp mấy cuộc liền không chịu thôi. Triệu Thần Huân cảm thấy một khi trong ngực đã có dấu hiệu bực bội, nên anh dù không muốn cũng phải hé mắt nhận điện thoại. Alo. Mẹ nó, di động của cậu để làm kiểng à? Gọi lâu như thế mới nghe máy. Giọng nói nóng nảy của Lạc Cần Du như xuyên tạc qua di động, khiến Triệu Thần Huân phải đưa ra xa tai một khoảng. Anh nói, mới sáng ra cậu có chuyện gì? Lạc Cần Du hừ một tiếng đáp. Còn có chuyện gì? Người cậu bảo tôi tìm đã tìm được rồi chứ gì? Chút ngáy ngủ còn sót lại của Triệu Thần Huân bay sạch sẽ. Anh trầm giọng hỏi, lâu như thế rồi, đừng nói cậu tìm được xác của hắn đấy nhá. Không hề. Giọng nói của Lạc Cẩn Du kéo dài,
đầy lười biếng chậm chạp nói. Hắn ta không những còn sống mà còn có vẻ tăng vài cân hơn so với trước kia kia kìa. Triệu Thần Huân thoáng trầm tư, lâu như thế không tìm được Lý Thục Sơn, những tưởng hắn đã bị Triệu Hoành thủ tiêu nên anh đã không còn ôm quá nhiều hy vọng. Vậy mà hiện tại hắn ta lại bình an vô sự mà rơi vào tay Lạc Cẩn Du ư? Cậu tìm được hắn ta ở đâu? Ở bãi rác phía tây thành bắc. Lúc này một khi chậm rãi mở mắt ra, trong đáy mắt cô thanh tỉnh đến lạ, Triệu Thần Huân cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nói với Lạc Cẩn Du bên kia. Đã biết, cậu giao hắn cho cảnh sát đi. Lạc Cẩn Du bên này nhíu mày không đồng ý nói. Giao cho cảnh sát làm gì? Dù sao cũng phải lôi thằng cháu kia của cậu ra, thì có gì phải giao cho đám cảnh sát? Tự mình xử lý không phải là sảng khoái hơn sao? Mộc Khi đang ngồi dậy đi vào phòng tắm, lúc này Triệu Thần Huân mới đáp. Tôi không muốn dính quá nhiều máu trên tay, nhưng Triệu Hoành tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Lạc Cẩn Du xì một tiếng trước khi cúp máy còn thả thêm một câu. Được rồi, tùy cậu. Đồ ngụy quân tử. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về thành Bắc ngay lập tức. Chỉ là Triệu Tần Huân không biết trước khi rời đi, Mục Hy đã gửi một tin nhắn cho Vương Quốc Sâm. Em gái người kia thế nào rồi? Vương Quốc Sâm rất nhanh trả lời lại. Đã âm thầm chuyển viện, hiện tại việc điều trị khá thuận lợi. Mục Hy đọc xong tin nhắn này thoáng trầm tư giây lát. Nếu Lý Thục Sơn có thể bình an thoát khỏi tay Triệu Hoành, thì chỉ có thể là người kia mới có thể ra tay ở giữa mà thôi. Này gọi là gì nhỉ? Người kia chắc là đồng ý hợp tác với cô, hay chỉ là đơn thuần muốn trả ân tình cho số tiền viện phí kia. Thấy Mục Hy thất thần, Triệu Thần Huân tưởng cô lo lắng nên anh đưa tay ôm lấy bả vai cô, nhẹ giọng dỗ dành. Một lát anh đưa em đến bệnh viện thăm ba nhé. Mục Hy chớp mắt nhìn anh hỏi. Mình không đi gặp Lý Thục Sơn sao ạ? Triệu Thần Huân cười cười, dùng chóp mũi cọ cọ mũi cô, nói. Chuyện đó để anh, em cứ đến chơi với ba đi. Mục Hy nhíu nhíu mày không vui, liền bị anh hôn lên môi một cái, dỗ dành nói. Ngoan nào. Anh đã nói em không cần nhúng tay vào những chuyện bẩn thỉu thế này rồi cơ mà. Mục Hy cảm nhận được sự nâng niu của anh, cô chỉ có thể cụp mắt, gật đầu đáp ứng, cũng không thể làm gì khác hơn. Triệu Thần Huân đưa Mục Hy đến bệnh viện trước, rồi mới đi đến đồn cảnh sát. Lý Thục Sơn quả như lời Lạc Cẩn Dung nói, nửa tháng trốn chạy, hắn ta cơ hồ trắng trèo mập mạp hơn trước. Hắn ngồi trong phòng thẩm vấn, mặc cho cảnh sát dùng mọi biện pháp lấy lời khai, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, một chữ cũng không nhả ra. Triệu Thần Huân sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước đứng nhìn, duy chỉ có đôi mày lại càng cau chặt hơn trước. Đúng lúc này di động trong túi reo lên, anh lấy ra nhìn là thư ký Hạ, liền ấn nghe máy. Chỉ nghe thư ký Hạ bên kia nói ngay. Thưa sếp, cá đã sắp cắn câu, ám chừng ngày mai sẽ tóm gọn được. Nghe thế, chân mày Triệu Thần Huân khẽ giãn ra. Anh cười lạnh xoay người rời khỏi đồn cảnh sát, nói. Đã biết, chuẩn bị cho tốt ngày mai thu lưới. Dạ. Lần nữa lái xe đến bệnh viện, vừa vào phòng đã nghe được tiếng cười vui vẻ truyền ra. Triệu Thần Huân cất bước vào trong, mới biết thì ra là ba mẹ vợ đến. Ba mẹ, hai người đến lâu chưa ạ? Mục Vân đang nói gì đó với Triệu lão gia, nghe thế thì vui vẻ nhìn về phía anh nói. Thần Huân đến rồi hả con? Mẹ đang bàn với Triệu lão gia về đám cưới của hai đứa này. Triệu lão gia cũng cười tít mắt nói. Phải đó Thần Huân, mẹ vợ con đúng là chu đáo lắm, lo liệu mọi thứ tươm tất đâu vào đó cả rồi. Mục Vân hơ hơ một xấp giấy ảnh lên cho anh xem. Triệu Thần Huân lúc này mới sực nhớ ra, một tháng trước đã đi nhờ mẹ vợ lo liệu đám cưới giúp anh. Thần Huân, cứu em. Triệu Thần Huân mỉm cười định bước đến chỗ Mục Vân thì bị tiếng gọi nức nở của Mục Phi gây chú ý. Anh nhìn qua chỉ thấy trên bàn trà chỗ cô ngồi đầy áp các tấm hình, còn cô thì nước mắt lưng tròng đầy một tấm hình được Giang Phùng nhiệt liệt đề cử đưa qua. Làm sao thế kia? Triệu Thần Huân có chút buồn cười, đi qua ngồi xuống cạnh cô, chỉ thấy Mục Hy bĩu môi nói. Nào là mẫu váy cưới, nào là mẫu cảnh vật trang trí trong lễ đường, nào là mẫu trang trí phòng tân hôn, em sắp nhìn đến hoa mắt cả rồi. Hay là mình đi hưởng tuần trăng mật thôi, khỏi tổ chức đám cưới được không anh?
Mù Khi kêu ca đau khổ, nào biết vừa đến bệnh viện đã bị mẹ yêu ném cho một đống ảnh bắt cô lựa hơn cả tiếng đồng hồ thế này. Triệu Tần Huân nghe thế thì không khỏi hoảng hồn, vội giành lấy ảnh trong tay cô nói: "Em mệt thì để anh chọn cho." "Hả? Thà anh chọn tuy xấu một chút cũng không sao, chứ để cô chọn lại đòi hủy đám cưới thì tội anh." Mục Vân nhìn con gái nũng nịu như thế mà không khỏi ngứa mắt, tặc lưỡi liền mấy cái đứng lên mắng: "Cái con bé này, mẹ lo toan hết từ A tới Z, con chỉ việc động ngón tay chọn ra cái tốt nhất mà còn không làm được nữa là sao?" Mục Hy bĩu môi như người không xương mà dựa lên người Triệu Thần Huân cãi lại: "Mẹ à, mẹ lo chu toàn cả rồi, thì làm ơn mẹ chọn ít ít phương án thôi được không? Chỉ mới có váy cưới mà đã hơn 100 mẫu, thì con lựa tới khi nào chứ?" Mục Vân ha một tiếng, cuộn mấy xấp giấy trên tay lại nói: "Mẹ con nói xem, là con cưới chồng hay là mẹ cưới hả? Con nhóc thối." Nói rồi bà trực tiếp nhảy sang dùng xấp giấy đánh Mục Hy. Mục Hy đang lười nhác làm nũng với chồng, thấy thế thì trừng to mắt, nhảy cẫng lên: "Mẹ, sao một lời không hợp liền đánh người vậy chứ?" Mục Vân xắn tay áo thở hồng hộc nói: "Thì đánh cho con chừa cái tội được chồng chiều miết thành hư đấy." Nói rồi bà rượt Mục Hy chạy khắp phòng: "Thần Huân, ba, cứu mà, xem ai dám cứu con." Bên này Triệu Thần Huân tập trung 10 phần lựa được mẫu váy cưới đưa cho Giang Phùng: "Ba, mẫu này đẹp không?" Giang Phùng cúi mắt xem xét, khẽ gật đầu: "Cũng được đó." "Ba cũng mới tìm được mẫu này, con xem được không?" Mục Hy bị mẹ dí đánh đến tóc tai bù xù, mắt thấy không ai cứu mình, cô mếu máo cầu cứu. Người cuối cùng trong phòng nói năng loạn xì ngầu: "Ra ra, ba ba, cứu con." Triệu lão gia nhìn cảnh này cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành nhắm mắt nói: "À, già này hơi mệt, các con cứ tự nhiên." Cuối cùng Mục Hy bị Mục Vân đè ra sofa, chọc cổ lét cười muốn ná thở: "Mẹ ơi, tha cho con." Mục Vân cũng thở hổn hển nói: "Vậy con nói xem, nhà này ai làm chủ hả?" "Mẹ, là mẹ." "Vậy thì ngoan ngoãn đi giúp Thần Huân cho mẹ, đừng có mà thấy nó thương con rồi con ức hiếp nó." Mục Hy muốn cãi lại lắm, ai ức hiếp ai còn chưa nói được đâu mà, nhưng bị cổ lét, cô thực sự nhịn không được, chỉ đành đầu hàng. "Vâng, vâng, vâng." Ba người đàn ông trong phòng nghe thế thì đồng thời bật cười thành tiếng, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thoáng chốc cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói, cũng khiến cho Triệu Thần Giật dẫn theo Lâm Huyên vừa đến có chút xấu hổ không dám bước vào. Một ngày bình yên trước bão tố cứ thế nhẹ trôi qua. Hôm sau tại tập đoàn Triệu Thị, đến giờ cơm trưa, tất cả mọi người đều lục tục rời đi ăn cơm, và tại phòng làm việc của bộ phận thiết kế cũng như thế. "Tịch Vân, đi ăn cơm thôi." Một cô gái vẫy gọi Tần Tịch Vân, chỉ thấy cô ta hơi thất thần phẩy tay đáp: "Mọi người đi đi, tôi làm nốt phần còn lại rồi sẽ đi sau." Cô gái kia cười nói: "Dự án đã đâu vào đó cả rồi, chỉ có cô là lo trước sau thôi. Vậy bọn tôi đi trước đây." Tần Tịch Vân chỉ cười không đáp. Đợi đến khi trong phòng chẳng còn ai, cô ta lần nữa nhìn dòng tin nhắn trên di động kia: "Hôm nay là hạn chót, cô tự xem mà làm." Bên dưới còn gửi kèm một video dài, nhưng cô ta không có dũng cảm mà ấn vào xem. Tần Tịch Vân hít sâu một hơi, run run lấy một USB đi đến cắm vào máy chủ. Cô ta hồi hộp mà ấn chuột download copy dữ liệu, mắt lại náo niêng nhìn ra cửa. Thời gian dường như trôi qua chậm hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng copy xong, Tần Tịch Vân rút USB ra, vội vã cầm túi sách rồi đi. Cô ta xuống tầng hầm, vừa đi vừa soạn tin nhắn gửi đi: "Đến chỗ cũ, tôi giao đồ cho anh." Nhưng khi cô ta định mở cửa xe ra, thì xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài người áo đen. "Các người là ai?" Tần Tịch Vân hoảng hốt, vội giấu túi sách ra sau lưng. Chỉ thấy người áo đen kia không nói hai lời, đi lên chế trụ cô ta lại, rồi mở cửa xe đẩy thẳng cô ta vào trong. Một tiếng sau tại đồn cảnh sát, Tần Tịch Vân nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện mà không khỏi như đang trong giấc mơ. "Anh có phải đã sớm biết?" Triệu Thần Huân lạnh mặt, ngồi bắt chéo chân, nói: "Biết gì thì khai hết đi." Tần Tịch Vân khẽ nhắm mắt cười khổ. Giờ khắc này ngồi ở phòng thẩm vấn thì làm sao cô ta còn không hiểu ra
mình đã bị anh gài bẫy. Anh giăng lưới lớn như thế chỉ vì muốn tóm được em thôi sao? Dùng cả một dự án nghìn tỷ để làm mồi nhử em thôi ư? Ánh mắt Tần Tịch Vân lưu luyến mà rơi trên người Triệu Thần Huân thật lâu. Triệu Thần Huân không thèm nhìn cô ta dù một lần. Anh chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày nói với vị cảnh sát bên cạnh. Anh cứ tiếp tục, tôi có việc đi trước. Thấy anh đứng lên rồi đi, Tần Tịch Vân thoáng chốc kích động muốn đuổi theo, nhưng tay bị còng vào bàn khiến cô ta chỉ có thể nước mắt nã chã nói. Thần Huân, em thích anh, thích từ lâu rồi. Cô ta biết mình đến này rất hèn hạ, nhưng nếu lời này không nói ra thì có lẽ cả đời này cô ta cũng không có cơ hội để nói nữa. Triệu Thần Huân thoáng dừng bước chân xoay người lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng nhìn Tần Tịch Vân. Anh nói, đó là chuyện của cô. Còn nữa, thứ mà cô đánh cắp trong USB kia từ đầu vốn chỉ là đồ giả mà thôi. Cũng có nghĩa là anh chẳng bỏ ra bao nhiêu tâm tư vào chuyện bắt được cô ta cả. Triệu Tần Huân nói xong liền xoay người rồi đi, để lại Tần Tịch Vân như cái xác không hồn ngồi đó. Trên xe, Triệu Tần Huân vội vã lấy di động ra, ấn tìm kiếm tên Mục Hy để nhảy ra vô số đoạn video ngắn, anh liền ấn vào xem. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn với đài truyền hình vì Lạc Thần còn dưỡng thương, nên việc tuyên truyền cho Dạ Nguyệt hiện tại chỉ có mỗi cô đi cùng với vài diễn viên phụ trong đoàn. Trong video, cô mặc một bộ váy đỏ thẫm chân bắt chéo, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh xảo, ẩn dưới mái tóc dài bồng bềnh, trên môi là nụ cười như có như không câu hồn người khác. MC hỏi, nãy giờ chúng ta nói chuyện công việc nhiều rồi, vậy nên hi hi à, tôi có một câu hỏi riêng tư một chút, muốn hỏi em có được không? Một khi cười đáp, tôi rất sẵn lòng. MC nói, hiện tại các fan đều biết em là Hoa đã có chủ rồi. Vậy tôi thay mặt các fan hỏi là em còn nhỏ như thế mà đã vội gả đi như vậy, có thấy thiệt thòi không? Ý là về mặt tuổi trẻ còn khá hơm chơi á. Triệu Thần Huân chăm chú xem Mộc Hy trên di động, chỉ thấy cô nghe MC hỏi như thế, ngược lại cười càng tươi hơn. Mộc Hy không do dự đáp, không hề, bởi vì tôi gả cho đúng người rồi. Nói xong cô còn tinh nghịch nháy mắt với ống kính. Gả đúng người thì cho dù tôi có 100 tuổi về già đi chăng nữa cũng sẽ là em bé trong mắt anh ấy mà thôi, cho nên gả sớm hay muộn cũng không quan trọng. Tôi nói đúng không nào các bạn? MC bật cười ha ha. Tự dưng tôi có cảm giác bị thồn cơm chó là sao nhỉ? Video ngắn kết thúc, nhưng độ cong trên khóe môi Triệu Thần Huân lại không hề biến mất. Anh đưa tay sờ sờ khóe môi mình lần nữa, ấn vào xem video kia. Thư ký Hạ ngồi ở ghế phó lái, nhận xong ngay cuộc điện thoại hết sức cam go, quay sang nhìn ông chủ của mình đang cười ngu thì thật không nỡ phá hỏng tâm tình của anh, nhưng chuyện quan trọng nên anh ta chỉ đành cắn răng báo cáo. Triệu Tổng, Tần Tịch Vân và Lý Thục Sơn đều ngoan ngoãn khai hết rồi. Tất cả đều do Triệu Hoành chủ mưu, nhưng cảnh sát vây bắt anh ta thất bại, người đã trốn thoát. Triệu Thần Huân bình tĩnh ngước mắt, dường như chẳng mấy ngạc nhiên với kết quả này. Anh khẽ ừ một tiếng, lưu luyến thoát ra khỏi video kia, ấn gọi cho Lạc Cẩn Du. Phần còn lại nhờ cậu. Có cái rắm. Lạc Cẩn Du đầu dây bên kia chửi bậy một tiếng, rồi không khách khí cúp máy. Triệu Thần Huân nhìn di động đang vang lên âm thanh tút tút mà không khỏi nhíu mày. Vì trong xe khá yên tĩnh, cộng thêm giọng Lạc Cẩn Du hơi lớn, thư ký Hạ nghe không lọt một chữ. Anh ta nuốt bọt một cái, khẽ hỏi Triệu Thần Huân, vậy bây giờ chúng ta đến thẳng chỗ Lạc Tổng luôn ạ? Triệu Thần Huân liếc thư ký Hạ một cái nói, không cần, về biệt thự trước. Thư ký Hạ chậm chạp ngồi ngay ngắn lại, trong đầu âm thầm nghĩ, đúng là ông chủ thà bỏ bạn chứ không bỏ vợ. Xe lái vào biệt thự, Triệu Thần Huân hỏi người làm xem một khi đang làm gì, sau đó anh đi thẳng ra vườn hoa. Chỉ thấy giữa biển hoa diễm lệ ấy, cô một thân váy đỏ bay bay trong gió, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, nổi bật giữa vườn hoa bạt ngàn. Triệu Thần Huân chậm rãi đi đến, ôm lấy cô từ phía sau, khẽ ngửi hương thơm trên mái tóc cô. Anh hỏi, bà Triệu, cảm ơn em đã ưu ái chồng em như thế. MC kia hỏi một câu mà anh rất muốn hỏi cô bấy lâu nay. Họ cách biệt tuổi tác gần một giáp, dường như cũng cách biệt một thế hệ. Cô gả cho anh khi mới đôi mươi như thế,
Không biết cô có cảm thấy thiệt thòi không, nhưng cô ngay cả suy nghĩ cũng không cần, đã đáp mình đã gả cho đúng người. Khoảnh khắc ấy anh chỉ tiếc là bản thân không được tận mắt chứng kiến. Một khi thả đóa hoa vừa hái vào giỏ, cô cũng đưa một tay lên nắm lấy tay anh cười nói: "Anh đã xem đoạn phỏng vấn kia rồi sao?" Anh nhẹ xoay người cô lại, cúi đầu hôn lên má cô, nói: "Xem rồi. Anh hứa sau này 100 tuổi về già, anh vẫn sẽ yêu thương chiều chuộng em." Mục Hy bật cười khanh khách, đưa tay nắm cà vạt của anh kéo người anh thấp xuống bằng tầm mắt mình. Cô nói: "Em 100 tuổi thì anh đã 111 tuổi. Anh còn sức để chiều em sao?" "Ông Triệu." Triệu Thần Huân cười khẽ, chăm chú nhìn cô nghiêm túc đáp: "Vì em." "Không còn sức đi thì anh lết cũng được." Mục Hy bật cười khanh khách, nhón chân lên hôn môi anh. "Sao về rồi em không nghỉ ngơi, còn chạy ra vườn làm gì?" Triệu Thần Huân trìu mến vén lọn tóc nghịch ngợm đang bay bay theo cơn gió của cô, khẽ hỏi. Mục Hy cười giơ giỏ hoa lên cho anh xem, nói: "Em đi hái hoa, anh trông nhiều như thế, để không thì phí lắm." Triệu Thần Huân mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Anh đang muốn nói gì đó thì di động khẽ reo lên. Mục Hy thấy thế cũng không tiếp tục bám lấy anh nữa. Cô chu môi đẩy anh ra, rồi xoay người đi đến cái bàn cách đó không xa. Triệu Thần Huân tiếc nuối thả cái eo nhỏ của cô ra, nhìn cái tên trên di động, sắc mặt anh thoáng trầm xuống. "Tôi nghe." Lạc Cần Du đầu dây bên kia lười biếng nói: "Mau lết cái thân của cậu đến cho tôi. Nếu không tôi xử lý thằng cháu của cậu thay cậu cũng được, nhỉ?" Triệu Thần Huân nhếch khóe môi lạnh nhạt hỏi: "Bắt được người rồi?" "Ừ, tôi đang đến chỗ hẹn, cậu mau lết tối nhanh đi." "Đã biết." Cúp máy, ánh mắt Triệu Thần Huân đã tối tăm 10 phần. Ngay từ đầu anh tước đi tất cả những thứ như tiền tài và quyền lực mà Triệu Hoành coi trọng nhất, sau đó kiên nhẫn giăng bẫy tóm gọn Tần Tịch Vân để lôi hắn ta ra khỏi phòng bảo vệ của pháp luật, dồn hắn ta vào đường cùng. Anh cố tình thả cho hắn một con đường trốn chạy là bởi vì mục đích hiện tại đây, tính mạng của hắn anh đã muốn chắc rồi. Anh thầm hít sâu một hơi. Triệu Thần Huân chậm rãi đi đến chỗ Mục Hy, nhưng anh không biết trên di động của Mục Hy cũng đồng thời xuất hiện một tin nhắn. Nụ cười trên môi cô dần tắt ngúm, một tia lạnh lẽo tràn ra từ đáy mắt. Cô xoay người chạm phải ánh mắt Triệu Thần Huân đang đứng phía sau. "Thần Huân, anh đi cùng em đến một nơi." "Anh phải đi." Hai người đồng thanh lên tiếng, khiến cả hai nhất thời kinh ngạc mà nhìn nhau chăm chú. Triệu Thần Huân nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô, anh lên tiếng hỏi trước: "Em muốn anh đi đâu cùng em?" Mục Hy như cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, cô giơ di động lên để anh nhìn thấy tin nhắn kia. "Đường số 13, kho hàng số 6 Triệu Tần Huân nheo mắt, hiếm khi tức giận mà lớn tiếng với cô: "Hì hì, anh đã nói em không cần nhúng tay vào những chuyện này rồi mà." Địa chỉ kia trùng khớp với địa chỉ mà Lạc Cần Du gửi cho anh, và nơi đó là một trong những cứ điểm của Độc Nhãn, ông trùm xã hội đen ở thành Bắc. Chỉ cần nghĩ cô lén anh dính đến kẻ nguy hiểm như Độc Nhãn thì Triệu Thần Huân đã không nhịn được tức đến thở không ra hơi. Mục Hy nhìn anh tức giận, cô chỉ nhẹ mỉm cười, vươn tay cầm một đóa hoa hồng lên ngắm nhìn chậm rãi nói: "Ông xã, anh biết không, một đóa hoa hồng cho dù có được nuôi dưỡng trong nhà kính thì trên người nó vẫn sẽ mọc đầy gai nhọn, vì đây vốn là dáng vẻ thực sự của nó. Và em cũng như thế, cho dù có được anh và gia đình yêu thương bảo vệ thì em vẫn sẽ trở nên gai góc khi có người dám động đến anh và gia đình." Cô ngước mắt mị nhãn như tơ mà đưa đóa hoa hồng qua, tiếp tục nói: "Em là đóa hoa gai góc, sẽ dùng gai nhọn trên người mình đâm chết kẻ thù. Vậy thì anh có còn chấp nhận đóa hoa này không?" Bản tính của cô qua hai đời đều mang theo gai góc và bướng bỉnh, nhưng chỉ vì ở bên anh muốn được làm một chú chim bé nhỏ nấp dưới đôi cánh của anh, nên cô luôn che đi hết thảy gai nhọn trên người mình. Triệu Thần Huân hơi thở phập phồng, qua một lúc lâu sau cũng dần ổn định lại. Không biết có phải vì hai từ ông xã của cô hay là do những lời cô nói khiến cơn giận trong lòng anh dần vụt tắt đi. Anh vươn tay ôm lấy cả người và hoa vào lòng, 3 phần bất lực, 7 phần như ba, nói: "Chỉ cần là em, cho dù là thế nào anh cũng chấp nhận được."
Mục Hy cong cong khóe môi cười rạng rỡ, nhướng mày đưa đóa hoa lên mũi anh. Ở một nhà kho ẩm mốc, Triệu Hoành càng người nhếch nhác chật vật, mang theo Trần Lẫm cũng không khá khẩm hơn là bao, chạy đến trước mặt Độc Nhãn. Đại ca, anh cứu em lần này đi, chỉ cần đi qua biên giới thì em mới thoát được sự truy lùng của cảnh sát. Triệu Hoành nào còn dáng vẻ huênh hoang cao ngạo như trước, giờ đây quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bời, hèn mọn mà cầu xin sự giúp đỡ của Độc Nhãn. Chỉ thấy Độc Nhãn rút ra điếu xì gà, châm lên hút một ngụm, lạnh nhạt nói: Cậu gấp cái gì? Anh đây không phải chờ người đến để giúp đưa cậu đi sao? Triệu Hoành nghe thế thì mừng rỡ như điên. Bây giờ hắn ta một xu dính túi cũng không có. Lệnh truy nã thì được treo trên toàn quốc, bị truy lùng như một con chó. Chỉ cần hắn ta có thể qua biên giới đem theo lô hàng kia, còn ngại gì mà không thể đông sơn tái khởi, quay về xử lý Triệu Thần Huân. Đúng lúc hắn ta đang hưng phấn nghĩ như thế thì bỗng có một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chậm rãi lái tới, theo sau còn có hai chiếc xe chở theo hơn 10 tên áo đen, khí thế lạnh lẽo bước xuống. Độc Nhãn ngước mắt nhìn qua rồi nhàn nhạt hạ tầm mắt xuống, chỉ có mỗi Triệu Hoành là chăm chú nhìn người trên chiếc Mercedes-Benz được thuộc hạ mở cửa mời xuống. Ây ô, Triệu tổng đó à? Vờn như chó lâu như thế, cậu có còn ổn không? Lạc Cần Du vừa nhàn nhã bước xuống xe đã bắt đầu khẩu nghiệp, khóe mắt đôi mày lại cười tươi như hoa, trông cực kỳ chướng mắt. Là mày. Triệu Hoài nhìn thấy anh liền hoảng hốt, sờ bên hông muốn lấy súng ra, lại sực nhớ lúc vào đây đã bị thuộc hạ Độc Nhãn lấy đi mất rồi. Hắn ta gấp gáp muốn điên hét lên: Các người còn không mau nổ súng xử chết nó, nhanh lên! Nhưng tất cả mọi người đều im lặng không nhúc nhích, chỉ có hắn ta như thằng hề la lói om sòm. Lạc Cẩn Du nhìn mà bật cười ha hả, nói với Độc Nhãn: Lão Nhãn à, người mà anh coi trọng chỉ có thế thôi à? Độc Nhãn dùng con mắt còn lại liếc Lạc Cẩn Du, nhưng gã vẫn không nói lời nào. Lúc này Triệu Hoành có ngu hơn nữa cũng biết mình bị chơi rồi, hắn ta điên tiết gầm lên với Độc Nhãn: Anh bán đứng tôi, tôi bán mạng cho anh, mà anh lại bán đứng tôi. Độc Nhãn chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc, hắn ta cười khẽ một tiếng để lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Hoành: Mày nói sai rồi, thằng chó, là mày phản bội tao trước. Gã ta gầm lên, vứt điếu xì gà trên tay đi, nhanh như cắt đạp cho Triệu Hoành một cú ngã lăn ra đất. Lập tức có thuộc hạ tiến lên chế trụ Triệu Hoành quỳ rạp dưới đất, Trần Lẫm đi cùng hắn ta cũng bị khống chế nốt. Lạc Cẩn Du nhìn màn này thì khẽ đưa tay sờ sờ mũi, làm anh cứ có cảm giác đứng nhìn nhà người ta xào xáo vậy. Còn tên chết tiệt Triệu Thần Huân kia bao giờ mới đến đây? Như nghe thấy tiếng lòng không muốn là bàn tám của Lạc Cẩn Du, một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ. Độc Nhãn dừng bước chân đạp Triệu Hoành nhìn qua, mà Triệu Hoành cũng đã sớm chết lặng vì hắn ta biết rõ là ai đến. Chỉ thấy Triệu Thần Huân một thân tây trang màu đen xuống xe trước, sau đó anh giơ tay đỡ Mục Hy bước xuống, làn váy đỏ nổi bật giữa không gian ngột ngạt này, một đen một đỏ vừa chói mắt vừa hợp nhau đến lạ. Lạc Cẩn Du nhìn thấy Triệu Thần Huân vậy mà mang theo Mục Hy thì không khỏi trợn mắt nói: Cậu hết thương vợ mình rồi à? Chỗ máu tanh thế này còn dẫn theo? Triệu Thần Huân trực tiếp ngó lơ anh. Từ lúc xuống xe, bàn tay to lớn của anh chưa từng rời khỏi eo Mục Hy. Độc Nhãn rời tầm mắt qua, không hề nhìn Triệu Thần Huân, mà gã nhìn về phía Mục Hy, mi mục như vẻ lạnh lùng cao quý đứng bên cạnh. Bỗng gã bật cười thật to như kẻ điên: Tôi tò mò mãi, một người phụ nữ như thế nào mới có đủ thủ đoạn dồn cánh tay phải đắc lực của tôi vào chỗ chết? Thì ra lại là một mỹ nhân tuyệt sắc thế này. Mục Hy nhước mắt nhìn qua Độc Nhãn, tay cô lại đang âm thầm vỗ về tay Triệu Thần Huân sắp kéo cô vào lòng anh. Cô nhích môi cười nói: Hạnh ngộ Độc Nhãn ca. Độc Nhãn cũng cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt. Gã ta đạp Triệu Hoành thêm một cú nữa mới xoay người đối diện với Mục Hy: Hạnh ngộ cô Mục. À, bây giờ nên gọi là bà Triệu chứ nhỉ? Gã nhìn về Triệu Thần Huân rồi khẽ gật đầu nhẹ. Lần này gã ta kiếm không ít hời từ tay Triệu Thần Huân, với điều kiện là giao Triệu Hoành cho anh, bây giờ coi như hoàn thành giao kèo.
Nhưng còn giao kèo giữa gã và Mục Hy vẫn chưa có xong đâu. Gã cười cười tiếp tục nói: không kéo dài thời gian làm gì nữa, người tôi đã mang đến cho cô rồi, thì đồ tôi cần ở đâu? Mục Hy cười không đáp, mà lạnh lùng nhìn Triệu Hoành chật vật quỳ trên đất, ánh mắt lại nhàn nhạt, đích sang Trần Lẫm ở phía sau. Độc Nhãn nhìn theo tầm mắt cô gái, gã hơi cau mày, hất cằm ý bảo thuộc hạ thả Trần Lẫm ra. Trần Lẫm chậm chạp đứng lên dưới ánh mắt không dám tin và phẫn nộ của Triệu Hoành, trầm giọng nói: lô hàng kia tôi sẽ đưa anh đi lấy về. Độc Nhãn bỗng chốc cười ha ha: gậy ông đập lưng ông, đúng là trò hay. Triệu Hoành ánh mắt hiện lên tơ máu, hung hăng lao đến chân Trần Lẫm, lại nhanh như cắt bị người ở phía sau đè xuống. Hắn ta giận dữ giống lên: ngay cả cậu cũng phản bội tôi, tại sao hả? Tôi đối xử với cậu còn không đủ tốt sao? Trần Lẫm siết chặt nắm đấm, cười khẩy một tiếng: đối xử tốt được? Cậu biết tôi chỉ còn mỗi em gái là người thân, vậy mà cậu lại lợi dụng con bé cắt giảm quá trình trị liệu của nó, khiến nó sống không bằng chết, rồi giả làm người tốt giúp đỡ tôi. Cậu đối xử với tôi tốt quá đấy. Sao? Làm sao cậu biết? Triệu Hoành thoáng chốc như bị điểm huyệt công, không nói thành lời, bởi vì sự thật vốn là thế, hắn có trăm miệng cũng không cãi được. Mục Hy lạnh mắt nhìn từ đầu đến cuối, chỉ là tay vẫn nắm chặt tay Triệu Thần Huân, trấn an anh. Mà Triệu Thần Huân cũng bị một nước cờ này làm cho kinh ngạc. Anh không ngờ Mục Hy lại nắm thóp được nhược điểm lớn như thế của Triệu Hoành. Độc Nhãn mắt thấy thứ mình cần đã có đủ, cũng không muốn nán lại thêm nữa, gã búng tay ra hiệu cho thuộc hạ mang lên một vật. Đây là lễ vật tôi muốn tặng cho bà Triệu đây. Vật được đưa lên, tất cả mọi người đều bất giác nâng cao tinh thần. Ngay cả Lạc Cẩn Du đang ngả ngớn đứng tựa vào xe cũng thoáng đứng thẳng người dậy. Anh có ý gì? Triệu Thần Huân im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà lạnh đến cực hạn. Độc Nhãn chỉ cười mà không đáp, đưa mắt nhìn Mục Hy. Mục Hy hít sâu một hơi, chậm rãi thả tay anh ra. Cô ngước mắt trao cho anh một ánh nhìn an tâm rồi cất bước tiến lên. Triệu Thần Huân hơi thở đã không còn bình ổn được như trước, nhưng anh vẫn để cô đi. Mục Hy tiến lên cầm lấy găng tay trên khay mang vào, sau đó là cầm khẩu súng đen ngòm mà lạnh lẽo kia lên: vậy chỗ này giao cho các người, tôi đi trước. Độc Nhãn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ rút lui. Mục Hy chỉ nhẹ gật đầu với gã một cái. Đến khi trong nhà kho chỉ còn lại bọn họ và đám người do Lạc Cẩn Du mang đến, lúc này Mục Hy mới cười khẽ một tiếng đầy mỉa mai, hỏi Triệu Hoành vẫn ngồi bệt trên đất: cảm giác bị cướp đi tất cả, bị phản bội, bị dồn vào chỗ chết, tư vị đó có phải rất tuyệt vời không? Triệu Hoành dương mắt căm hận mà nhìn chằm chằm cô. Nào tôi quá khinh thường các người. Mục Hy, cô thủ đoạn hơn tôi tưởng. Mục Hy bỗng bật cười thành tiếng. Cô chậm rãi giơ súng lên nhắm thẳng vào anh ta. Mày nói sai rồi, tất cả là do mày tự làm tự chịu. Bằng hự một phát súng ngắm ngay đùi trái của hắn ta, chỉ thấy trong làn khói súng mờ, ánh mắt Mục Hy rét lạnh như muốn nuốt sống Triệu Hoành. Mày có biết tao đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi không? Đợi ngày mày biến thành một con chó hèn mọn để mặc cho tao xâu xé, đợi ngày có thể giết chết mày để hả cơn giận của tao. Bằng hự theo tiếng nói đầy hận thù của Mục Hy, chính là một phát súng bắn vào đùi phải của Triệu Hoành. Chỉ thấy hắn ta vẫn cắn chặt răng, nén tiếng kêu đau đớn trong miệng xuống. Mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương, hắn ta vẫn không khuất phục mà cười thành tiếng. Ngày đó ở chùa, sát ý trong mắt cô vậy mà là thật. Mục Hy, tôi tự nhận là chưa từng làm điều gì có thể khiến cho cô hận đến mức muốn băm tôi thành vạn đoạn như thế. Lạch cạch một tiếng lên đạn, Mục Hy vẫn lạnh lùng giơ súng lên, âm tàn nói: vậy thì mày đi hỏi Diêm Vương đi. Bằng một phát súng nữa bắn ngay vào xương bả vai bên phải của Triệu Hoành. Hắn ta mất máu quá nhiều, lần này đã nhịn không được mà hơi lảo đảo thân thể. Chết cũng tốt. Hắn ta cười mà hốc mắt đỏ ngầu, cười càng ngày càng điên cuồng hơn, hét ầm lên: bắn đi, chết là hết thôi. Cô giết chết tôi đi. Hơi thở Mục Hy đã sớm dồn dập,
Sự căm phẫn dồn nén bấy lâu nay đang trào dâng trong lòng cô như thủy triều. Nhìn dáng vẻ chết là xong của Triệu Hoành lại càng khiến cô không cam tâm hơn. Thằng khốn! Bằng! Cô hét lên, một phát súng nữa bắn ngay vào xương bả vai bên trái của Triệu Hoành. Nhưng hắn ta vẫn cười thật tươi, tựa như cái chết là sự giải thoát cho hắn vậy. Bắn đi! Bắn đi! Sự không cam lòng trào dâng trong lòng Mục Hy. Hai mắt cô bị từng hơi nước che mờ đi, tay cầm súng cũng run lên bần bật. Bắn đi! Cô không dám bắn được. Đồ hèn nhát! Triệu Hoành như cũng thấy cô run rẩy, cho nên hắn ta càng ra sức châm chọc mỉa mai cô. Mà càng như thế, Mục Hy càng tức giận đến mức tay cầm súng đã sắp không trụ được nữa. Cô rất muốn bắn chết hắn, nhưng làm như thế hiện tại giống như cô đang giúp hắn giải thoát vậy. Cô không cam lòng. Nào, bắn đi Mục Hy, giúp tôi giải thoát nào. Mục Hy cắn răng lần nữa, kiên trì giơ súng lên, nhưng tay cô vẫn không nghe lời mà run lẩy bẩy. Mục Hy thoáng chốc bật khóc nức lên vì cảm thấy bản thân quá mức vô dụng. Bỗng sau lưng có một vòng ngực ấm áp dựa sát gần. Đôi tay run rẩy của cô cũng được một bàn tay to lớn khác nắm lấy. Bên tai là tiếng thở dài bất lực của anh. Hi hi ngoan, bình tĩnh lại nào. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Triệu Thần Huân, Mục Hy thoáng chốc buông tay bật khóc thành tiếng. Em vẫn không làm được, em thật vô dụng. Triệu Thần Huân nhẹ xoay người cô lại, đem cô ôm vào lòng mình, dịu dàng nói. Hi hi, cách trả thù tàn nhẫn nhất không phải là cái chết, mà là sống không bằng chết. Em hiểu không? Giọng nói anh dịu dàng là thế, nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoành đang còn cười hưng phấn kia đã âm u đến đáng sợ. Anh vốn cũng muốn xử lý Triệu Hoành, nhưng giờ anh đổi ý rồi. Triệu Hoành như cảm giác được ánh mắt của anh, hắn hoảng hốt mà muốn bỏ đi. Triệu Thần Huân hai tay ôm Mục Hy, nước mắt nhìn sang Lạc Cẩn Du, môi mấp máy nói gì đó. Lạc Cẩn Du vốn đang hào hứng xem kịch, nhìn thấy khẩu hình của anh thì không khỏi hừ lạnh. Lạc Cẩn Du bực bội kéo cổ áo thư ký Hạ qua, lầm bầm nói. Đi thôi, chúng ta đi chùi mông cho sếp nhà anh. Thư ký Hạ bị xách đi như gà, cũng không dám hó hé lời nào, chỉ âm thầm mắng trong lòng. Dù có là lương nhân ba thì cũng không thể chấp nhận việc bị ông chủ đàn áp, còn bị bạn ông chủ bóc lột sức lao động không công được. Đà đảo. Sau ngày hôm đó, ở đầu ngõ một con phố, có một gã ăn mày nằm đó suốt ngày rên ư ư. Hai tay hai chân hắn không động đậy được, lưỡi cũng bị cắt mất, chỉ còn mỗi đôi mắt lành lặn để nhìn rõ sự ấm lạnh của lòng người. Dù hạ hay đông thì hắn vẫn nằm ở đó chịu nóng chịu lạnh, chịu đói chịu khát. Ngay cả tiểu tiện cũng là không tự chủ mà thải ra tại chỗ, khiến cho cả người hôi thối, không ai dám đến gần. Không ai quan tâm đến hắn sống chết ra sao. Hắn chỉ có thể nằm ở đó chịu khổ hết ngày này qua tháng nọ, để trông chờ đến ngày hắn được chết đi. Trong đôi mắt còn lành lặn trên cơ thể hắn sớm đã ảm đạm thất sắc, không biết là hối hận hay khổ sở. Mà một ngày nọ, đôi mắt kia tràn ngập lệ nóng. 3 tháng sau, Lạc Thần, cà vạt cậu còn chưa thắt mà. Trong đoàn phim làm phim hóa điệp, quản lý tay xách nách mang cầm theo cà vạt chạy theo Lạc Thần, chân dài đã đi đến xe. Thắt làm cái rắm gì, tôi cũng đâu phải là chú rể, anh lẹ chút coi. Quản lý thở hồng hộc theo sau nhịn không được mắng. Cậu không phải chú rể thì nôn như thế làm gì hả? Lạc Thần trực tiếp nhét người vào xe, tự mình lái xe phóng đi như bay. Ngày hôm nay khắp trang mạng xã hội đều biết minh tinh mới nổi Mục Hy, nhị tiểu thư Giang gia sẽ vào lễ đường gả cho tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị, Triệu Thần Huân. Ở phòng trang điểm cho cô dâu, Tạ Liên Hoa vả lên mặt Mục Hy một cái, bép hét ầm lên. Cậu mở hai mắt ra coi, cái con nhỏ này. Mục Hy buồn ngủ đến díu mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, miếu máu nói. Ôi, mình buồn ngủ quá đi mất. Sao nào, trước ngày đám cưới nôn quá nên hai người chiến nhau cả đêm hả? Rồi lại mở mắt không lên. Tạ Liên Hoa trêu chọc khiến Tiểu Đào hôm nay làm phù dâu bên cạnh không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Mục Hy bĩu môi không yếu thế mà bật lại. Đừng đánh đồng tớ với cậu. Cái dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cậu còn không có dùng phấn che đi hết được kia kìa. Lần này tới lượt Tạ Liên Hoa ngượng ngùng ấp úng nói. Đừng có lắm lời nữa,
nhanh trang điểm xong còn tới giờ làm lễ kìa. Mục Hy hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt rất đắc ý vì thắng lợi, da mặt cô là dày nhất ở đây. Qua hồi lâu cũng trang điểm xong, vừa vặn Giang Trầm đến gõ cửa. Các cô gái, xong chưa nào? Mục Hy một thân váy cưới màu xanh biển bồng bềnh đứng lên nói. Xong rồi, anh mau dẫn vợ anh đi đi. Tạ Liên Hoa tức giận đánh Mục Hy một cái. Cậu có thôi đi không? Giang Trầm cười cười đi đến thân mật ôm eo Tạ Liên Hoa nói. Vợ thì nhất định phải dẫn về rồi, nhưng giờ phải dẫn em về nhà chồng trước đã. Đi thôi. Mục Hy cũng cười ôm lấy cánh tay anh trai đi đến lễ đường. Lấy chồng rồi thì phải ngoan ngoãn một chút nghe không? Không phải ai cũng chiều em như anh đâu. Mục Hy chớp mắt khinh khỉnh nói. Anh chắc chưa? Giang Trầm đang làm người anh săn sóc dặn dò em gái trước khi lấy chồng, bỗng chốc cũng bị nghẹn một hơi trong ngực. Mục Hy thấy thế thì bật cười thành tiếng. Nói là đưa cô đến lễ đường, nhưng tại cửa Giang Trầm đã phải giao Mục Hy lại cho ba Giang. Giang Phùng ánh mắt hiền từ nhìn con, có chút xúc động không nói nên lời. Đi. Ba đưa con đi nốt đoạn đường này. Hai mắt Mục Hy cũng đỏ ửng, vươn tay nắm lấy tay ông bước vào lễ đường. Lễ cưới được tổ chức bên cạnh bờ biển, gió thổi lay động kèm theo tiếng sóng vỗ rì rào, hệt khúc ca du dương. Mục Hy cất bước đi trên con đường đá trải đầy hoa hồng, hai bên là người thân và bạn bè đều vui vẻ chúc phúc cho cô. Xa xa cô đã thấy Triệu Tuần Huân một thân âu phục màu trắng đang chậm rãi đi về phía cô trong tiếng hò reo của mọi người. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, chỉ chăm chú mà nhìn đối phương không rời. Thưa ba, nửa đoạn đường còn lại cứ để cho con đi ạ. Triệu Tần Huân mỉm cười lễ phép gật đầu với Giang Phùng. Ông chỉ cười đưa tay Mục Hy đặt vào tay Triệu Tần Huân. Nửa đoạn đường còn lại và sau này bà giao cho con. Vâng, bà yên tâm. Giang Phùng nửa đường giao con gái cho Triệu Tần Huân rồi về chỗ ngồi. Triệu Tần Huân ngắm nhìn Mục Hy hôm nay xinh đẹp như một cô công chúa mà khóe môi cong cong. Hôm nay vợ anh thật đẹp. Mục Hy nhướng mày cố ý làm khó nói. Vậy những ngày khác không đẹp sao? Triệu Thần Huân bỗng chốc bật cười, bế ngang cô lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Vợ anh ngày nào cũng đẹp, đẹp nhất thế gian luôn. Mục Hy vừa xấu hổ vừa luống cuống trước hành động bất ngờ của anh. Cô nhỏ giọng nói. Anh làm gì thế? Mau thả em xuống. Triệu Thần Huân ngược lại còn ôm chặt cô hơn. Anh dịu dàng nói. Không thả. Cả đời cũng không thả. Một lễ cưới lần đầu tiên chú rể không chờ được mà nửa đường đã chạy đến, bế ngang cô dâu đi vào lễ đường, khiến cho MC cũng không trở tay kịp. Triệu Thần Huân, đừng phô cái dáng vẻ gấp gáp lấy vợ của cậu cho mọi người nhìn có được không? Là Cần Du ngồi ở dưới cột nhà cười nói. Triệu Thần Huân cũng hiếm khi tâm trạng tốt đáp lời anh. Cậu không có vợ nên không hiểu đâu. Bỗng chốc toàn trường cười vang. Là Cần Du chỉ hừ lạnh. Anh đưa mắt nhìn cô nhóc nào đó cũng đang trộm cười. Anh khẽ xì một tiếng cũng cười theo. Mục Hy được Triệu Thần Huân bế vào lễ đường. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình và bạn bè, họ cùng nhau cắt bánh kem, uống rượu ra bôi, rồi trao nhẫn cưới cho nhau. Cuối cùng là nụ hôn ấn định cả đời này họ đều thuộc về đối phương. Bà chủ ơi, mau ném hoa cưới đi, sang năm tôi cũng phải lấy vợ mới được. Thư ký Hạ không biết chen ra từ bàn tiệc nào, hứng khởi mà hô hô tay với Mục Hy. Triệu Thần Huân nheo mắt cười nói. Không ném cho cậu. Sang năm tôi còn định mở rộng chi nhánh ra nước ngoài. Cậu lấy vợ rồi thì tôi biết tìm ai bóc lột sức lao động hả? Sắc mặt thư ký Hạ thoáng chốc xám xịt. Mọi người ở đây thấy thế đều cười to trêu anh ta. Mục Hy cười đủ rồi, cũng thương cho các cậu độc thân ở đây, nên cô cầm hoa cưới lên nói. Rồi rồi, ném hoa cưới đây. Mọi người mau lại đây nào. Các trai gái chưa chồng chưa vợ đều hào hứng mà ùa đến. Ngay cả Tạ Liên Hoa và Giang Trầm cũng bị đẩy vào. Chỉ có mỗi Tiểu Đào đáng thương bị Lạc Cẩn Du gây khó dễ không cho đi. Cô nhóc chỉ có thể hào hức mà ngồi nhìn. Mục Hy xoay người lại hô 3, 2, 1, rồi ném hoa ra sau lưng. Bó hoa cưới đỏ rực bay một vòng vậy mà lại rơi vào lòng Tạ Liên Hoa. Mọi người đều dồn ánh mắt vào cô nàng, khiến cô xấu hổ lúng túng mà đem hoa nhét vào tay Giang Trầm đứng bên cạnh. Mọi người nhất thời cười to, hô hào chúc mừng Giang Trầm và các vị phụ huynh có mặt tại hiện trường. Chúc mừng nha, sang năm Giang gia và Tạ gia các người lại có đám cưới để mừng rồi. Tạ Liên Thành sặc một ngụm rượu, tức đến hét lên.
Tôi không đồng ý. Nhưng anh ta vừa mở miệng thì đã bị mẹ Tạ Ưu Nhã ấn đầu xuống bàn. Bà mỉm cười đầy chuẩn mực nhìn Mục Vân nói: Sang năm chúng ta tổ chức thêm cái đám cưới cho tụi nhỏ thì lại càng vui chị nhở. Mục Vân hôm nay cũng cười đến mỏi miệng rồi, bà hớn hở đáp: Tất nhiên rồi, càng náo nhiệt thì càng vui. Mọi người đều cười nói vui vẻ quây quần bên nhau. Mục Hy mỉm cười hạnh phúc, lưu luyến mà cất giữ từng đoạn ký ức vui vẻ này vào trong lòng. Vợ à? Nghe tiếng gọi, cô khẽ ngẩng đầu, nhu hòa nhìn Triệu Thần Huân không rời mắt. Thần Huân, không biết em đã từng nói lời này với anh chưa? Triệu Thần Huân nhướng mày đưa tay ôm lấy eo cô, hỏi. Lời gì? Mục Hy mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói. Em yêu anh. Hai mắt Triệu Thần Huân hơi lóe lên tia sáng, tay ôm cô càng siết chặt hơn. Ừ, anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều. Nói rồi anh cúi xuống, hôn lên môi cô một nụ hôn triền miên mà ngọt ngào. Anh thật cứ muốn ôm lấy cô mà hôn thế này đến thiên hoàng địa lão. Này, Triệu Thần Huân, đừng mãi ôm vợ như thế. Mau đến đây, anh vợ của cậu sắp cục rồi. Lạc Cần Du đúng lúc phá đám. Triệu Thần Huân đành buông Mục Hy ra, nhìn qua thì thật răng trầm sắp bị tên kia chuốc rượu cho chính choáng. Tạ Liên Hoa bên cạnh cũng chuẩn bị lao qua đánh người tới nơi rồi. Cậu đợi đó. Anh cười khẽ, nhẹ hôn lên trán Mục Hy một cái, nói. Đợi anh đi diệt tên này, rồi sẽ về động phòng với em. Mục Hy xấu hổ đấm lên ngực anh một cái. Mau đi đi, đồ không đứng đắn. Triệu Thần Huân bật cười xoay người rời đi. Nhưng đi được một khoảng lại nghe tiếng cô gọi anh. Thần Huân. Anh xoay người dịu dàng đứng nhìn cô ở khoảng cách không xa không gần, hỏi. Sao thế? Mục Hy mỉm cười, hai mắt long lanh nước, nói. Em trọng sinh là để yêu anh. Cô nói rất nhỏ, cộng thêm tiếng ồn xung quanh. Triệu Thần Huân không nghe được, muốn đi lại về phía cô. Em nói gì? Anh không nghe rõ. Mục Hy hít mũi, mỉm cười phẩy tay về anh, nói lớn. Đừng uống quá nhiều. Lần này Triệu Thần Huân nghe thấy, cho nên anh mỉm cười gật đầu đáp. Tuân lệnh. Đợi đến khi anh đi xa, hai mắt Mục Hy đã nhập nhèm lệ. Lạc Thần đi đến đều nhìn thấy hết. Đi lấy chồng vui đến phát khóc rồi à? Mục Hy thu hồi tầm mắt, trêu đùa nói. Ừ, anh cũng thử lấy chồng đi sẽ biết ngay ấy mà. Lạc Thần xì một tiếng, hai tay đút túi chăm chú nhìn cô, nói. Tháng sau là lễ trao giải của năm, em được đề cử giải nữ diễn viên mới xuất sắc đấy. Nhớ đến đấy nhá. Mục Hy hai mắt sáng rỡ vui mừng gật đầu liên tục. Vâng, em nhất định sẽ đến. Thấy cô cười, Lạc Thần cũng cười theo. Đến đó có gì nhận giải dùm anh luôn nhá. Anh không đến sao? Ừ, ra nước ngoài thử vai. Chúc anh thành công tốt đẹp. Ừ, chúc em một đời hạnh phúc. Mục Hy mỉm cười gật đầu. Bọn họ đều có chí hướng riêng, đều có chuyện mà bản thân muốn làm, sau này nhất định sẽ tốt đẹp. Những ai tốt đẹp thì tốt đẹp, chứ chú già chuẩn bị ăn hành rồi. Đêm tân hôn, Triệu Thần Huân bị chúc rượu đến say mềm, muốn ôm vợ lên giường động phòng hoa chúc, thì Mục Hy trong lòng anh ngửi thấy mùi rượu đã nôn đến mặt mày tái xanh. Nửa đêm lục tục đến bệnh viện, kết quả thì ra cô đã mang thai hơn 3 tháng. Mục Hy kinh ngạc không thôi, không biết họ sơ suất ở chỗ nào để có em bé. Cô lo là mua phải bao kém chất lượng, có khi ảnh hưởng đến con không. Triệu Thần Huân thấy cô lo lắng không đâu mà gầy đi mấy cân. Vì đau lòng nên anh thành thật khai báo chiến tích rách bao của mình. Mục Hy tức đến mức đạp anh lọt thẳng xuống giường, cho anh ngủ sofa suốt 2 tháng. 2 tháng sau, tại lễ trao giải phim của năm, Mục Hy danh dự nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Đây chính là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Cho dù bụng bầu gần 6 tháng, mặc kệ Triệu Thần Huân không đồng ý, cô cũng tự mình đi đến hội trường diễn ra lễ trao giải. Đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn và đèn flash của phóng viên, Mục Hy tự tin mỉm cười, một tay ôm bụng, một tay cầm mic nói. Đến ngày hôm nay cầm giải thưởng ở trên tay, cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió và thăng trầm, thì tôi vẫn muốn nói câu này. Mục Hy tôi, thắng rồi. Thắng bản thân mình cùng ngày hôm qua. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mục Hy vẫn bình tĩnh mỉm cười tiếp tục nói. Cảm ơn những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi. Mục Hy tôi nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể. Cô nói rồi khẽ vuốt bụng mình một cái,
cười rạng rỡ mà cúi người cảm ơn. Trong giới giải trí, một khi có tài có sắc, có hậu thuẫn, thì chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về con đường đua này. Gia đình sự nghiệp đều viên mãn. 5 năm sau. Chào mọi người, mình tên là Triệu Huân Hiên. Năm nay mình 5 tuổi, ba mình là Triệu Tần Huân, mẹ mình là Mộc Hy. Mẹ mình là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà mình từng gặp. Ba mình là người cao lớn nhất, mạnh mẽ nhất mà mình từng thấy. Mình rất yêu ba mẹ. Nếu có ai hỏi mình yêu ai hơn thì chắc chắn sẽ là mẹ rồi. Vì nếu ba mình ít đánh cái mông nhỏ của mình hơn một chút thì mình sẽ yêu ba hơn. Tựa như lúc này đây, mình muốn ôm mẹ, muốn sờ sờ em gái nhỏ trong bụng mẹ. Nhưng mới vừa ôm lấy mẹ thì mình đã bị ba xách cổ áo, vỗ cái mông nhỏ một cái. Huân Hiên, con làm như thế sẽ đẻ em gái con đó. Con chỉ muốn ôm mẹ một chút thôi à? Không được. Mục Hy nhìn Miết cũng quen, nói Miết cũng lười để mặc cho hai ba con mắt to trừng mắt nhỏ. Quả táo nhẵn lòng cả thôi. Triệu Thần Huân ao ước con gái, dại dột giấu chuyện rách bao, cuối cùng lại tòi ra một tên nhóc vừa đáng yêu vừa thích làm nũng. Vì Mục Hy đến ngày cận sinh nên Triệu Thần Huân chỉ đành đưa về cho Mục Văn Trâm. Ở Giang Gia, bà ngoại cùng ông ngoại đều ra ngoài mua đồ mới cho em gái, bỏ lại cậu nhóc với cậu hai đang giàu dĩ ở nhà. Cậu, người đừng giàu dĩ nữa, con đang buồn chán, không có gì chơi mà. Nhìn cậu rồi, con liền hết hứng đi chơi luôn. Giang Trầm liếc thằng cháu y đúc bản sao thu nhỏ của Triệu Tuần Huân mà uể oải nói. Vậy con chỉ có cậu cách để cưới được dì Tạ của con đi. Anh vốn hỏi chơi chơi, ai dè tên nhóc này nghiêm túc trả lời thật. Vậy cậu cũng sinh em gái đi. Có em gái thì cái gì cũng dễ. Như ba cháu đấy, có em gái rồi, liền ném cháu qua đây không tiếc nuối luôn. Nói rồi cậu rất buồn bã mà nằm dài ra sofa chẳng thèm động đậy. Nào biết Giang Trầm hai mắt sáng rỡ, nhào qua hôn chụt chụt lên má cậu nói. Ôi, đúng là cháu yêu của cậu mà. Lần này anh xem tên Tạ Liên Thành kia lấy gì cản trở nữa đây. Nói rồi anh chạy vụt đi trong sự ghét bỏ hai cái hôn của Triệu Huân Hiên. Cậu nhóc nhìn căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình và mấy cô giúp việc thì bĩu môi chạy đi gọi điện thoại mép với bà ngoại. Ba ơi, cậu đi cua gái bỏ con ở nhà có một mình à? Hiền Nhi buồn quá bà ơi, bà về chơi với cháu đi. Và thế là tối đó Giang Trầm rạng sáng mới về nhà lại phát hiện chìa khóa trên tay không có cách nào mở được cửa. Một tuần sau, Mục Hy hạ sinh một bé gái kháu khỉnh khiến cho cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Ngay cả Triệu lão gia cũng đích thân đến bệnh viện nhìn cháu gái. Triệu Huân Hiên theo chân bà ngoại đến, khó nhọc muốn bò lên giường nhìn em. Cái chân ngắn ngủn hơ hơ trong không trung, vẫn là nhờ có ba đẩy giúp cái mông của cậu nên cậu mới thành công neo lên giường. Nhìn em gái bé xíu đo đỏ nằm trong tà lót được mẹ ôm, hai mắt cậu sáng ngời hiếu kỳ nhìn em. Con ôm em được không ạ? Triệu Tần Huân nhìn nét hiếu kỳ của con trai mà không khỏi mỉm cười. Anh vươn tay ôm nhóc vào lòng mình. Bây giờ thì không được, đợi con lớn hơn một chút, cánh tay vững hơn một chút thì ba cho con bế em. Triệu Huân Hiên chớp mắt khó hiểu hỏi ba. Vậy khi nào con mới lớn ạ? Vài năm nữa sẽ lớn, tới lúc đó ba giao em gái cho con ôm suốt, chịu không? Triệu Huân Hiên nghe có thể ôm em gái suốt luôn thì rất vui vẻ gật đầu đáp ứng. Vâng, con sẽ nhanh lớn để ôm em ạ. Mục Hy nhìn con trai bị ba dụ mà vẫn ngây thơ đáp ứng. Cô vừa buồn cười vừa giận, vươn tay nhéo eo Triệu Thần Huân một cái cảnh cáo. Triệu Thần Huân ngay cả mày cũng không thèm nhăn, một tay ôm con, một tay nắm lấy bàn tay cô xoa xoa. Mà Triệu Huân Hiên vì cái gật đầu ngày hôm nay mà sau này có chết cũng không buông em gái ra một chút nào. Lạc Thiên Trạch, em lên đây làm gì? Triệu Huân Hiên 10 tuổi đứng chắn Lạc Thiên Trạch 8 tuổi, một thân âu phục dành cho trẻ em phẳng phiu đang cười vô hại đứng đó. Em đi tìm Tịch Hy ạ. Ba nói cô bé xinh đẹp đều thích hoa, cho nên em mang hoa đến cho Tịch Hy. Nói rồi cậu nhóc như ảo thuật lấy ra từ sau lưng một nhánh hoa hồng, nhìn là biết vừa ngắt trong vườn của Mục Hy, đưa sang cho cô nhóc sau lưng Triệu Huân Hiên. Tịch Hy nho nhỏ hai mắt đen láy lúng liếng thò cái đầu nhỏ từ sau lưng anh trai ra, nhìn đóa hoa hồng rất quen thuộc với bé mà hai mắt to tròn lại càng thêm long lanh. Tịch Hy muốn đưa tay ra nhận lấy hoa lại bị anh trai chặn lại.
Triệu Vân Hiên ánh mắt bất hòa nhìn Lạc Thiên Trạch nói: "Hoa nhà anh đầy, em đi tặng cho Tĩnh Nhã đi." Giang Tĩnh Nhã là tiểu công chúa của Giang Trầm và Tạ Liên Hoa, năm nay 4 tuổi, nhỏ hơn Tịch Hy 1 tuổi. Lạc Thiên Trạch nghe vậy thì hơi nhíu đôi mày nhỏ, nói: "Nhưng ba em nói rồi, chỉ cần dụ mỗi Tịch Hy thôi." Triệu Huân Hiền tức muốn xì khói, một tay bế em gái lên, một tay chụp tiếp xách cổ áo tên nhóc hỗn đản này xuống lầu. "Chú Lạc, chú mau trông kỹ tên nhóc này đi." Dưới sảnh lớn, Triệu Thần Huân, Mục Khi, Lạc Cẩn Du, Tiểu Đào, Giang Trầm, Tạ Liên Hoa và cả cô bé Giang Tĩnh Nhã đang uống sữa cũng bị tiếng hét này gây chú ý. "Nhô nhô, thằng con chú lại bị con bắt được rồi à?" Lạc Cẩn Du cười cợt như không có việc gì, hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu. Lạc Thiên Trạch vùng vẫy lao vào lòng mẹ làm nũng: "Mẹ ơi, con cô gái thất bại rồi." Tiểu Đào hết nói nổi với hai ba con, chỉ có thể đánh bất lực cười cười với Mục Khi: "Ngại quá, ba nó dạy hư rồi." Mục Khi cũng cười ôm lấy Tịch Khi trên tay Triệu Huân Hiên, nói: "Không sao, tại ba nó không đứng đắn, sao có thể trách em." Triệu Tần Huân cũng hử lạnh, đạp cho Lạc Cẩn Du một cái: "Đừng có ngấp nghé con gái tôi mãi thế. Nhà Giang Trầm cũng có một đứa kia kìa." Giang Trầm lập tức cảnh giác, đem vợ con chắn ở sau lưng. "Triệu Tần Huân, cậu đừng có thừa nước đục thả câu." Lạc Cẩn Du nhìn hai người khẽ xì một tiếng, liếc Triệu Tần Huân nói: "Đừng ý mình có con gái thì đắc ý, coi chừng quả táo nhẵn lòng đấy." Lạc Cẩn Du vừa dứt lời thì ở cửa đã xuất hiện bóng người. "Ây yêu, Hi ơi, Hoa ơi, Lâm ơi, tôi nhớ các cô chết mất." Chỉ thấy một cô gái da trắng mắt xanh như gió đi vào, sau lưng là một cô nhóc con nhỏ xíu chạy lon ton đuổi theo. "Mama, Anna, đi chậm nào con." "Lasa, em chờ con với kìa." Lạc Thần cao lớn đuổi theo ở phía sau, hệt như một người lớn đang trông hai đứa trẻ. Lasa lúc này đã đi đến ôm chào hỏi các cô gái ở đây. Cô quay đầu cười hì hì nói: "Anna đừng bỏ đất đi con lại chứ, xem đất đi con giận rồi kìa." Bé con chỉ mới 3 tuổi bước đi chậm chững, đôi con ngươi màu xanh như muốn hút hồn người khác, đang vui vẻ mà nhìn mọi người. "Mama." Bé con vẫn cứ gọi mẹ rồi chạy tới, vì chân quá ngắn mà suýt thì vấp ngã. Triệu Thuần Hiên đứng gần nhất liền đỡ lấy con bé. Bé con ngây thơ không hiểu gì, chỉ ngước mắt nhìn cậu cười ngọt lịm. Triệu Huân Hiên trước mắt một cái, hơi nhướng mày, trực tiếp bế cô bé lên mà xoa xoa nắn nắn. "Nhóc con dễ thương quá." Lạc Cẩn Du ngồi nhìn mà cười suy một tiếng, vỗ vai Triệu Thần Huân: "Không chừng quả táo nhẵn lòng đến sớm hơn dự định đấy." Khóe môi Triệu Thần Huân giật giật, nhưng nhìn đứa bé gái kia thì anh chẳng thể nói lời nào, vì bé con đáng yêu thật. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Trọng Sinh Làm Thím Cha Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.